Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 1151 sát thủ. Trong miệng Nguyễn Tú Hằng mặc dù giải thích như vậy, nhưng trong đầu anh, những hình ảnh với phong cách hoàn toàn khác nhau cứ hiện ra không kiểm soát được. Cậu nói cứ nói, cần gì phải đỏ mặt như vậy, bởi vì mùa xuân tới rồi sao? Chu Nhược Mai dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nguyễn Tú Hằng, cười trêu chọc nói. Trong xe này quá nóng, không được, tớ phải mở cửa sổ ra hít thở không khí. Hình ảnh trong đầu thật sự đúng là khiến Nguyễn Tú Hằng có cảm giác khô nóng, cô ấy cần dùng gió mát để tỉnh táo một chút. Hai người dùng cùng tần số để đẩy xe thì có thể sinh ra cộng hưởng, khiến xe cử động. Vẻ mặt Lê Vĩnh Thiên vô cùng hoài nghi lập lại, bởi vì cái này rõ ràng vi phạm hiểu biết định luật vật lý của anh. Nguyễn Tú Hằng nghe lời này của Lê Vĩnh Thiên, không khỏi đen mặt lại, thật có xúc động muốn đánh người, cô ấy không khỏi than thở, thật sự là một đôi vợ chồng hiếm thấy vì để không tiếp tục chủ đề khiến cô ấy có hơi khó chịu này cô ấy quyết định không tiếp lời của lê vĩnh thiên dự định kéo kiếng xe xuống yên ổn thưởng thức phong cảnh bên ngoài ngay lúc này cô ấy đột nhiên cảm thấy có người đánh về phía cô ấy trong đầu của cô còn có hình ảnh liên quan tới xe chấn hù dọa cô ấy hét lớn lên lưu manh bất lịch sự sau đó cô ấy nghe một tiếng cong ngay sau đó là tiếng kính vỡ thắt chặt dây an toàn cúi đầu xuống có sát thủ lê vĩnh thiên trầm trọng nói nghe có sát thủ xong nguyễn tú hằng lập tức sợ đến thoát tim những hình ảnh không chịu nổi trong đầu kia cũng biến mất hầu như không còn có hiệu quả hơn nói mát nhiều những tên khốn kiếp này rốt cuộc có thôi đi không bà đây thật vất vả ra ngoài hóng gió lại muốn tới kiếm chuyện nguyễn tú hằng cúi đầu lớn tiếng mắng lúc lê vĩnh thiên đi ra thì anh đã kiểm tra bản đồ vệ tinh từ biệt thự núi tinh nguyện đến cao ốc galaxy biết bắn tỉa sẽ ngắm bắn ở mấy điểm đó Tình huống hiện tại rất rõ ràng, bọn họ vừa đi ra đã bị người ta phát hiện, sau đó thông báo cho bắn tỉa mai phục ở đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chỗ nấp phía dưới cai chỉ sợ cũng đã người có mai phục kỹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ bằng chúng ta trở về đi, rất rõ ràng mục tiêu ám sát chính là Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược mai lo lắng cho sự an toàn của Lê Vĩnh Thiên nên nhỏ giọng nói mấy tôm tép nhãi nhép như vậy cũng muốn khiến anh trở về, sao có thể chứ? Lê Vĩnh Thiên nói xong, xe rẽ ngang, trực tiếp dùng dãy nhà để che chắn, sau đó anh ngừng xe lại. Phạm Cương, còn bao lâu mới đến? Lê Vĩnh Thiên bấm số điện thoại, trầm giọng nói. Hộ soái, không phải anh nói ban đêm mới họp sao, tôi vẫn còn một lát nữa, có tình huống gì mới sao? Chúng tôi ngẫu nhiên gặp sát thủ sư quốc trên đường tới cao ốc Galaxy giọng điệu Lê Vĩnh Thiên nghiêm túc nói. Ồ, thế nào, gặp nguy hiểm hả, tôi lập tức chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Phạm Cương nghe Lê Vĩnh Thiên gặp sát thủ, lập tức nóng nảy. Chờ anh qua đây e rằng chỉ có thể nhặt xác cho bọn họ. Lê Vĩnh Thiên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại của Phạm Cương, mà ngay lúc này, Trương Minh Nguyệt gọi điện tới. Hộ soái, người của tôi nghe thấy tiếng súng ngắm, rốt cuộc là tình huống gì? Trương Minh Nguyệt có hơi lo lắng hỏi. À, có mấy tên sát thủ muốn ngắm bắm tôi trên đường, bây giờ anh ở đâu? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Tôi đã đến thành phố Đà Lạt, đang cùng mấy cấp dưới bàn bạc chuyện buổi tối. Trương Minh Nguyệt nói. Quá tốt, tôi gửi vị trí mấy tay bắn tỉa kia cho anh, các anh nhanh chóng giải quyết hết bọn họ đi. Lê Vĩnh Thiên nói xong thì cúp điện thoại, gửi mấy tọa độ cho Trương Minh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt nhận được tin nhắn không hề hoài nghi, trực tiếp mang theo đám cấp dưới đi tới mấy vị trí đó lê vĩnh thiên cúp điện thoại đột nhiên cau mày nói nguyễn tú hằng tôi vẫn cảm thấy cái cách cô nói đó cho dù hai người kết hợp xe cũng không chuyển động được nguyễn tú hằng nhìn thấy lê vĩnh thiên trước mắt gặp nguy hiểm thế mà còn có tâm trạng muốn nghiên cứu nguyên lý chuyển động của xe cô ấy cũng khóc không ra nước mắt lê vĩnh thiên anh có thể nghĩ tới việc giữ được tính mạng trước không sau này lại từ từ nghiên cứu những điều này anh không muốn sống tôi vẫn muốn sống nguyễn tú hằng không khỏi kêu rên một tiếng Đúng vậy, Lê Vĩnh Thiên, anh tranh thủ thời gian chuyên tâm lái xe, đừng nghĩ tới những chuyện ngổn ngang kia. Chu Nhược Mai cũng căng thẳng nói. chương 1152 ẩn ấp. Bây giờ vẫn không thể lái xe, chúng ta phải dừng ở chỗ này thì mới không bại lộ trước họng súng của súng bắn tỉa. Lê Vĩnh Thiên nói. Lý Đỗ Phong biết rõ võ công Lê Vĩnh Thiên cực cao, vì vậy anh ta đã phái toàn bộ đặc công giàu kinh nghiệm làm tài năng tay súng bắn tỉa tay súng bắn tỉa ưu tú chẳng những phải có sự nhạy cảm rõ về lực lượng, mà còn cần năng lực che giấu đầy cao minh, bởi vì bọn họ về cơ bản là lực phòng ngự không có cận chiến, vì vậy một khi bị kẻ địch phát hiện vị trí của bọn họ thì thứ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn họ chẳng những có thể hòa vào hoàn cảnh chung quanh một thể trong nháy mắt giống tắc kè hoa, mà hơn nữa còn am hiểu sâu kỹ xảo thở đặc biệt, một khi phát hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức tiến vào trạng thái thở đặc biệt, rất khó bị người phát hiện tổ đặc công tia chấp đang tập kích đều là tài năng, mà hơn nữa Lý Võ Tùng còn là tài năng trong tài năng, hắn từng dưới mí mắt kẻ địch ẩn núp 3 ngày, sau đó đánh lén tướng thủ lĩnh của địch, lại ẩn núp 3 ngày. Đợi đến lúc kẻ địch cho là hắn đã trốn rồi đi thì hắn lại xen lẫn trong ở bên trong binh sĩ kẻ địch để nghênh ngang chạy ra quân doanh. Bây giờ Lý Võ Tùng đã vào trạng thái nửa ẩn lui, chủ yếu là hắn cho rằng đây là những nhiệm vụ thông thường của tổ đặc công tia chớp nên hắn khinh thường động thủ, nhưng khi hắn nghe nói là muốn ám sát Lê Vĩnh Thiên thì lập tức chủ động xin đi giết giặc. Đối với cách nhìn vương giả của mọi núi nhỏ của hắn thì chỉ có kẻ địch sức mạnh ngang nhau thì mới có thể làm cho hắn trở nên kích thích. Sau khi biết rõ lộ tuyến xe cầu của Lê Vĩnh Thiên, Lý Võ Tùng lập tức ký hiệu bốn người chỗ nấp, ba tay súng bắn tỉa khác thì lập tức chạy đến điểm dấu hiệu của riêng mình, Lý Võ Tùng quyết định canh giữ ở chỗ nấp cuối cùng bởi vì hắn cảm thấy lê vĩnh thiên chỉ lẩn trốn được ba tay súng bắn tỉa khác thì mới đáng giá cho hắn tự mình ra tay nếu không hắn cảm thấy lê vĩnh thiên chính là hư danh nói chơi sau khi đến chỗ ẩn nấp lý võ tùng có quen tựa ở trên một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần hắn khẽ dựa gần đại thụ trên thân lập tức biến thành màu sắc giống như đại thụ trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện khô nứt giống vỏ cây ở thân cây và đôi mắt của hắn khi mở ra liền trở thành hai cái cây tầm thường không dễ thấy vừa nhắm đã giống như thân cây. Chỉ chốc lát sau, có một con sóc nhỏ ở trên người của hắn đến rồi ngừng một chút, hoàn toàn không biết nó là đang bước chậm tại trên thân một người. Đây là trạng thái hưởng thụ nhất của Lý Võ Tùng, tại thời khắc này, hắn hoàn toàn không có ý thức riêng mình, giống như thật sự đã trở thành một cây đại thụ. Vừa lúc đó, hắn nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt trong bụi cỏ, hắn lập tức tiến vào trạng thái thở đặc biệt, chỉ lưu lại thính giác cơ bản nhất. Ô nơi đây sao không có ai, vô lý. Một giọng nói hơi yếu, tràn ngập nghi hoặc đang vang lên bên tai Lý Võ Tùng. Lại cẩn thận tìm xem, nơi được hộ soái đánh dấu chắc chắn sẽ không có sai đâu. Một giọng nói khác đầy kiên định nói. Lý Võ Tùng chậm rãi mở to mắt, trông thấy cách đó không xa đứng đấy hai người phụ nữ mặc đồ đi trong đêm, cầm súng trong tay, dáng người các cô ấy thướt tha, nhìn qua rất trẻ tuổi. Hai người cầm lấy súng, bắt đầu cẩn thận qua qua bụi cỏ phụ cận, động tác của các cô rất nhẹ, Lý Võ Tùng liếc thấy đối phương và mình hẳn là người cùng nghề, không phải làm ám sát mà chính là làm tình báo. Hay là dấu hiệu của hộ soái có sai sót hay không? Là một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong đó đang có vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm sao có thể, hộ soái chắc là sẽ không phạm sai lầm đâu. Người phụ nữ có dáng người cao gầy kia dùng giọng điệu khẳng định chắc nịch nói. Có khi nào tuy rằng hộ soái nhìn ra đây là điểm tuyệt vời để ẩn nấp, nhưng đối phương căn bản cũng nhìn không ra hay không. Dù sao không phải ai cũng lợi hại được như hộ soái nha. Nghe người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói như vậy, người phụ nữ cao gầy cảm thấy có nghe cũng có lý, vì vậy cô ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn dãy số. Lúc này bờ vai của cô đã tựa vào trên người Lý Võ Tùng, lúc ấn dãy số, Lý Võ Tùng nghiễm nhiên thấy rõ ràng, hắn lập tức ghi nhớ dãy số này. Tổ trưởng Minh Nguyệt, bên mọi người có biến à? Điện thoại vừa kết nối, Người phụ nữ cao gầy liền bụm lấy microphone nhỏ giọng nói, mặc dù cô ta cho rằng bên người không ai, nhưng lúc nghe vẫn giữ tư thế bí mật cẩn thận tỉ mỉ, hẳn là một đặc công kinh nghiệm phong phú. Tôi đã trừ đi người mai phục nơi đây, bây giờ đang chạy đến chỗ ẩn nấp kế tiếp. Tình huống bên phía các cô bây giờ thế nào rồi? Cũng đã diệt trừ rồi sao? Trương Minh Nguyệt hỏi. Trương 1153 đứng lên bằng sức mạnh của mình. Tôi, ở chỗ tôi cũng không có ai. Có phải kẻ địch không phát hiện ra điểm bắn tỉa này không? Một người phụ nữ cao gầy vừa nói vừa nhìn xung quanh, hy vọng có thể đột nhiên phát hiện một tay súng bắn tỉa gục ở đây. Điều này là không thể, cho dù bây giờ không có ai đợi một lúc nữa khẳng định cũng sẽ có người, mọi người mai phục ôm cây đợi thỏ trước, Hà Ngọc Vinh cũng đã xử lý điểm bắn tỉa, chúng tôi lập tức đến chỗ các người để tụ hợp. Trương Minh Nguyệt nói. Ở địa điểm cũ của tập đoàn Galaxy, Hóa ra cao ốc Galaxy đã trở thành một đống đổ nát, nhưng lúc này phía trên đống đổ nát có rất nhiều người với nhiệt huyết sôi trào đang đứng ở đó, họ là nhân viên của tập đoàn Galaxy. Vốn dĩ họ tưởng rằng một cao ốc có tiêu chí kiến trúc giống như cao ốc Galaxy ở thành phố Đà Lạt chẳng mấy chốc sẽ bị Triều Đình sửa chữa, nhưng mà trong hàng loạt dự án tái thiết của Triều Đình hoàn toàn không có bóng dáng của cao ốc Galaxy. Không chỉ như thế nhân viên của tập đoàn Galaxy còn bị các công ty khác từ chối thậm chí còn xảy ra các vụ đánh đập nhân viên của tập đoàn Galaxy. Lúc đó có vài người của Cục Công an thành phố đứng ở bên cạnh nhưng họ không có ý định ngăn chặn đám đông dù chỉ là nhỏ nhất. Cũng may hội trưởng Bình Loan vừa vặn đi qua đó nhìn thấy cảnh tượng này nên hiển nhiên ra mặt ngăn lại, cô ấy tóm mấy tên lưu manh và loại bỏ vị trí của của một vài thành viên thờ ơ lạnh nhạt của Cục Công an thành phố mới có thể làm cho loại chuyện như vậy không lan tràn ra ngoài lúc trước khi nhân viên của tập đoàn Galaxy bị xa lánh tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác và bỏ đá xuống giếng. Sau đó nhân viên của tập đoàn Galaxy không cần làm việc cũng có thể nhận tiền lương giống như trước đây, những người cười trên nỗi đau của người khác lập tức trở nên ước ao ghen tị. Bây giờ những người của Galaxy này muốn chứng minh cho người khác thấy rằng không cần triều đình nâng đỡ họ cũng có thể đứng lên bằng chính sức lực của mình. Bên trong Long Cung, Ngụy Nghiêm đang nhìn Vương Phó Luân đàm phán kế hoạch với ông ta thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bảo vệ bước nhanh vào. Thừa tướng theo thông tin mới nhất một cuộc tụ tập lớn hàng nghìn người bất ngờ xuất hiện ở thành phố Đà Lạt. Sau khi Ngụy Nghiêm nghe xong thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi lớn tiếng hỏi, họ là ai, rốt cuộc có mục đích gì? Bây giờ Lê Vĩnh Thiên đang ở thành phố Đà Lạt, Ngụy Nghiêm có nằm mơ cũng lo lắng Lê Vĩnh Thiên sẽ nổi loạn chống lại triều đình bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn nghìn người tụ tập lại nên ông ta vô cùng lo lắng lê vĩnh thiên muốn kiếm chuyện cụ thể vẫn chưa rõ cho lắm nhưng mà trong tay họ hình như không có vũ khí nên hẳn không phải là quân nhân bảo vệ khẽ nói không cầm vũ khí cũng không phải là quân nhân lê vĩnh thiên ngốc như vậy sẽ lộ ra vũ khí ở trước đám người sao còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh đi điều tra đi tôi cần thông tin chi tiết nhất về những người này giọng nói của ngụy nghiêm nhanh chóng thay đổi Bảo vệ bị dọa đến nỗi không dám nói nhiều lập tức lui ra ngoài. Ngụy Nghiêm càng nghĩ càng thấy tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng, ông ta lập tức bấm số điện thoại giáo chủ Đinh Điều của phái Chân Nguyên. Phái Chân Nguyên vẫn luôn đóng vai trò là lão tam ở trong điện Thiên Cang, so với hai môn phái còn lại thì thực lực quả thực chênh lệch khá nhiều, vốn dĩ lão tam làm khá tốt nhưng U Minh giáo đột nhiên gặp phải một thất bại trong nháy mắt làm cho Đinh Điều nhìn thấy được khả năng của lão nhị nhưng mà bây giờ hồ quý trai bí quá hóa liều quyết định lãnh đạo người của u minh giáo đi tập kích bất ngờ quân đội của sư quốc nếu như thành công thì có thể đoạt lại vị trí giáo phái thứ nhất trong điện thiên cang nhưng nếu như thất bại thì thực lực tất nhiên lại một lần nữa bị hao tổn như vậy phái chân nguyên có cơ hội thế chỗ cho nên đinh điều cũng vô cùng khát vọng có thể lập công cho nhà họ ngụy như vậy sau này ngụy nghiêm lên làm quốc vương của long quốc thì đinh điều có thể trở thành nguyên lão cấp bậc công thần vì vậy khi Đinh Điều nhận được điện thoại của Ngụy Nghiêm thì lộ ra vẻ vô cùng kích động, thừa tướng có dặn dò gì sao? chương 1154 nghi ngờ tạo phản. Giáo chủ Đinh, có hàng ngàn người đang tập trung ở thành phố Đà Lạt. Tôi nghi ngờ rằng đó có thể là Lê Vĩnh Thiên muốn tạo phản. Ông phái một số người đến đó đi, việc quan sát bọn họ cứ để cho tôi. Nếu cậu ta thực sự có ý định tạo phản thì cứ tìm cách kiềm chế cậu ta trước, rất nhanh đội quân của tôi sẽ đến đó. Ngụy Nghiêm nói, việc Đinh điều muốn lập công không phải giả, nhưng ông ta không muốn làm như Hồ Quý Trai, mạo hiểm đem toàn quân vào tình thế nguy hiểm, có nguy cơ bị xóa sổ toàn bộ quân đội như vậy để lập công. Nếu như phái chân nguyên rơi vào nguy cơ bị diệt sạch hoặc nếu tính mạng của các tướng sĩ bị tổn hại nghiêm trọng, thì lúc ấy việc lập công cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì điều mà nhà họ ngụy bọn họ coi trọng nhất chính là anh có bao nhiêu giá trị lợi dụng, mang lại bao nhiêu lợi ích cho bọn họ còn an nguy của anh ấy, bọn họ căn bản không hề quan tâm. Lê Vĩnh Thiên tạo phản, đội quân của Lê Vĩnh Thiên còn có hàng ngàn người, còn đội quân của Đinh Điều thì chỉ có mấy trăm người. Bây giờ nếu thực sự dẫn quân qua đó, nếu so sánh với đội quân của Lê Vĩnh Thiên thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá. Thấy Đinh Điều im lặng không nói gì, Ngụy Nghiêm lạnh lùng hỏi, sao, lẽ nào ông sợ Lê Vĩnh Thiên? Không, không, làm sao tôi có thể sợ một tên dân thường không có quyền dùng binh gì trong tay chứ? Nhưng thừa tướng, Ông biết đấy, một khi nhóm người của tôi ra tay, chúng sẽ giống như những con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương, tôi lo rằng họ sẽ giết hại người vô tội một cách bừa bãi. Đinh Điều nhanh chóng tìm cách thoái thác trước lời chất vấn của Ngụy Nghiêm. Ông ta cần gì phải lo lắng về việc thuộc hạ của mình giết người vô tội từ cơ chứ, bởi vì bản thân ông ta chưa từng làm loại chuyện này thì không có nghĩa thuộc hạ của ông ta sẽ không ra tay sát hại người vô tội. Đương nhiên Ngụy Nghiêm biết đây chỉ là cái cớ mà Đinh Điều, tùy ý viện ra mà thôi. Vì thế Ngụy Nghiêm lạnh lùng đáp, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giờ Long Quốc đang ở trong giai đoạn vô cùng đặc biệt, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ một kẻ nào có hành động gây phá hoại có cơ hội sống sót. Bất cứ kẻ nào muốn phá hủy sự ổn định và thống nhất của Long Quốc, phải giết không tha. Đinh Điều biết Ngụy Nghiêm nhất định sẽ rất tức giận nếu ông ta lại một lần nữa đề nghị việc từ chức. Ngụy Nghiêm nổi giận, hậu quả không cần nói cũng biết là rất nghiêm trọng, khi ấy có thể phái chân nguyên sẽ bị đuổi khỏi điện thiên cang dù sao bây giờ trong lòng ngụy nghiêm cầu hạn chính là bảo bối lớn của ông ta có đao hắc long thôn nguyệt và đao càn khôn trong tay thì cầu hạn thực sự đã trở thành người số một thiên hạ không ai địch nổi là một thư sinh tay trói gà không chặt ngụy nghiêm cần tìm cảm giác an toàn từ sự tồn tại siêu mạnh mẽ này của cầu hạn thừa tướng ông cứ yên tâm trước tiên tôi sẽ điều động nội bộ qua đó thăm dò tình hình nếu lê vĩnh thiên thật sự có gan tạo phản tôi nhất định sẽ lấy đầu của cậu ta xuống làm bóng đá chơi không cần biết ông ta có làm được hay không, nhưng nhất định phải nói ra lời này. Đây là một trong những nguyên tắc để có thể lăn lộn trong giới giang hồ của Đinh Điều. Mặc dù Ngụy nghiêm đã sắp xếp Đinh Điều đi làm nhiệm vụ tiêu diệt Lê Vĩnh Thiên rồi nhưng trong lòng ông ta vẫn không yên, ông ta luôn cảm thấy Đinh Điều không dám đối đầu với Lê Vĩnh Thiên. Ngay khi ông ta đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Bạch Bất Nhân và kêu người của thần đao giáo đến hay không, thì bảo vệ mặt đầy vui vẻ, vội vàng chạy đến thừa tướng, tin tốt, tin tốt, bảo vệ hét lên đầy phấn khích. Mau nói, có tin tốt gì? Ngụy Nghiêm sốt ruột hỏi, theo ông ta suy đoán thì chắc chắn tin tốt này có liên quan đến việc Lê Vĩnh Thiên đang dẫn quân tạo phản chống lại Long Quốc cho mà xem. Việc hàng nghìn người tụ tập ở thành phố Đà Lạt không liên quan gì đến Lê Vĩnh Thiên hết. Đó là kế hoạch xây dựng lại cao ốc Galaxy của tập đoàn Galaxy. Họ đang tổ chức lễ động thổ. Ý xây dựng lại cao ốc Galaxy là của ai? Theo tôi nhớ rằng chủ tịch của tập đoàn Galaxy chẳng phải là vợ của Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai hay sao? Ai, kẻ nào đã đồng ý phân bổ vốn để xây dựng lại cao ốc Galaxy? Ngụy Nhiêm tức giận vỗ bàn lớn tiếng chất vấn. Rõ ràng ông ta đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tất cả mọi người liên quan đến Lê Vĩnh Thiên đều là những mục tiêu cụ thể cần phải quan sát, để ý mọi hành động của bọn họ. Vậy mà bây giờ lại có người phớt lờ lời nói của ông ta mà điều động kinh phí để xây dựng cao ốc Galaxy điều này làm ông ta có cảm giác lực lượng của Lê Vĩnh Thiên đã thâm nhập vào nội bộ người của ông ta. Thưa thừa tướng, không có ai điều động kinh phí để xây dựng cao ốc Galaxy cả. Đó là quỹ do các nhân viên của tập đoàn Galaxy quyên góp. Bọn họ đã quyên góp phần lớn tiền lương của mình, bảo vệ đáp lại. Ngụy Nghiêm sửng sốt một chút, hiển nhiên ông ta không tin trên đời này còn có người ngu ngốc đến như vậy. Thấy vậy bảo vệ vội vàng nói, đó là vì Chu Nhược Mai vẫn trả lương đầy đủ cho bọn họ ngay cả khi bọn họ không đi làm. Bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì báo đáp lại ân tình của Chu Nhược Mai. Không đi làm còn được trả lương đầy đủ, Chu Nhược Mai lấy tiền ở đâu ra để trả? Chẳng lẽ là Lê Vĩnh Thiên đã tham ô sao? Mau đi kiểm tra xem Lê Vĩnh Thiên có tham ô trong thời gian hắn làm hộ soái hay không. Nếu có, chúng ta nhất định phải dựa theo số tiền tham nhũng mà cậu ta đã nhận để kết án tử hình cậu ta. Chương 1155 Dương Đông kích Tây. Ngụy Nghiêm nói đến đây đột nhiên hưng phấn, ông ta vẫn luôn không biếu bôi xấu Lê Vĩnh Thiên như thế nào. Mặc dù trước đó Lê Vĩnh Thiên có hành vi giết bố, nhưng mọi người đều biết bởi vì Long Trấn Tiêu vứt bỏ mẹ con anh trước, cho nên rất nhiều người đồng tình với Lê Vĩnh Thiên. Nhưng nếu như điều tra ra Lê Vĩnh Thiên tham ô, lấy địa vị hộ soái hạng nhất của Long Quốc Anh, mức tham ô khẳng định kinh người, Bây giờ pháp luật Long Quốc là tham ô hơn 10 triệu thì có thể phán tử hình. Ngụy Nghiêm đoán Lê Vĩnh Thiên nếu như tham ô thì có lẽ vượt qua mức này, nếu như không vượt qua, ông ta sẽ nghĩ cách sửa chữa hạn cho tử hình, dù sao ông ta cho rằng đây là một cơ hội xử tử Lê Vĩnh Thiên. So với những thủ đoạn ám sát không thể lộ ra ngoài ánh sáng trước kia, ông ta có thể dùng tội danh này quang minh chính đại sử tử Lê Vĩnh Thiên, chẳng những xử tử, còn có thể đóng đinh anh vào dấu mốc sỉ nhục của lịch sử. Đây chính là chuyện ngụy nghiêm tha thiết mơ ước. Trên tầng 13 của tòa nhà, ánh mắt của tay bắn tỉa không chớp chờ Bugatti Veyron xuất hiện từ phía bên kia ngôi nhà, nhưng gã ta chờ đến cay mắt, Bugatti Veyron vẫn không xuất hiện. Gã ta không khỏi bắt đầu hoài nghi, một súng lúc trước của mình có phải làm hỏng xe hay không? Bởi vì toàn bộ căn phòng tòa nhà kia đều nằm trong tầm mắt gã ta, gã ta không nhìn thấy khu vực kia cũng giải cỡ một chiếc Bugatti Veyron, gã ta có hơi buồn bực vận may của Lê Vĩnh Thiên này cũng tốt thật, vô ý ngừng xe cũng có thể nằm trong điểm mù của gã ta. Thế là gã ta quyết định chạy lên thêm hai tầng nữa, lúc tới tầng 15, trông thấy cái đích của Bugatti Veyron, gã ta không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần xe vẫn không biết mất là được. Tay bắn tiềm một hơi chạy đến tầng cao nhất, lần này gã ta có thể nhìn thấy hơn phân nửa bộ phận của Bugatti Veyron, nhưng phát hiện bên trong vốn không có người. Gã ta có hơi hoảng hốt, chẳng lẽ Lê Vĩnh Thiên bọn họ bỏ xe chạy rồi. Gã ta quyết định đi xuống xem tình huống một chút, thế là gã ta vác súng ngắm sau lưng, đem theo hai khẩu súng nhanh chóng xuống lầu, hơn nữa nhanh chóng tới gần Bugatti Veyron. Đột nhiên, một thứ đen xì từ trong cửa sổ xe bay ra, trong lòng tay bắn tỉa giật mình, vô ý thức bắn bóng đen kia, nhưng trong khoảnh khắc gã ta bóp cò thì cảm thấy không lành, gã ta thế mà chúng mánh khóe đơn giản nhất, dương đông kích tây gã ta tranh thủ thời gian thay đổi họng súng, nhìn thấy chính xác một gương mặt cay nghiệt nở nụ cười, lúc gã ta bóp cò, cánh tay đột nhiên bị người ta bẻ cong 180 độ, đạn gã ta bắn ra trực tiếp ghim vào giữa ấn đường của mình. Tay bắn tỉa đến chết cũng không rõ, một người sao lại có thân thủ nhanh như thế. Thật ra Lê Vĩnh Thiên cũng bị tốc độ của mình hù dọa, kiếm thuật anh khổ tâm nghiên cứu, không ngờ tới thận pháp cũng tăng lên cực lớn. Lê Vĩnh Thiên xé quần áo tay bắn tỉa, trước ngực có tia chớp màu bạc trắng, đích thật là thành viên của đội đặc vụ tia chớp sư quốc, anh dùng di động chụp tấm hình, xem như chứng cứ khiển trách xu vương sau này. Ngay lúc này, Hà Ngọc Vinh gọi điện tới. Hộ soái, anh cũng gọi điện cho Phạm Cương rồi, tội gì mà không gọi điện cho tôi. Điện thoại vừa kết nối, Hà Ngọc Vinh đã bắt đầu hưng sư vấn tội. Khoảng cách của anh với tôi cũng không phải xe, Phạm Cương cũng chưa tới, cô khẳng định cũng chưa tới. Lê Vĩnh Thiên cười giải thích. Anh sai rồi, tôi tới thành phố Đà Lạt sớm hơn Phạm Cương một chút." Hà Ngọc Vinh nói. "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Lê Vĩnh Thiên kinh ngạc hỏi. Chương 1156: Phán đoán sai lầm. "Bởi vì tôi lo lắng chứ sao, tôi vừa nghe điện thoại xong là lập tức xuất phát rồi, vì vậy tôi đến thành phố Đà Lạt sớm hơn Phạm Cương." Hà Ngọc Vinh cực kỳ uất ức nói. Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều trên xe không dám tiếp tục hàn huyên cái đề tài với Hà Ngọc Vinh nữa. Dù sao anh ta cũng đã là người có vợ, và lại không có ý định bên ngoài, lỡ như làm cho vợ hoài nghi mình và Hà Ngọc Vinh có một chân thì đừng nói là nhảy sông Hoàng Hà, cho dù là nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch. Hay lắm, anh đến thành phố Đà Lạt mà không chủ động liên lạc với tôi, không biết bây giờ tôi đang cần người sao. Lê Vĩnh Thiên cố ý dùng giọng điệu tức giận nói. Dựa vào cái gì mà muốn tôi chủ động liên lạc anh chứ? phạm cương và trương minh nguyệt không phải đều là anh liên hệ bọn họ sao biết rõ anh thiếu người nên tôi đã giúp anh làm biến mất mấy tên bắn tỉa rồi tôi và trương minh nguyệt ngay lập tức sẽ đi đến chỗ bắn tỉa kế tiếp hà ngọc vinh nói chỗ nấp cuối cùng có khả năng là tay súng bắn tỉa lợi hại nhất mai phục mọi người nhất định phải cẩn thận lê vĩnh thiên ân cần nói tự lo tốt vợ anh và anh đi chúng tôi sẽ không có việc gì đâu hà ngọc vinh nói xong trực tiếp cúp điện thoại Lê Vĩnh Thiên không khỏi ngây ra một lúc, bởi vì anh rõ ràng đã nghe được từ trong lời nói luôn luôn tùy tiện không tim không phổi của Hà Ngọc Vinh có vị chua, anh hy vọng cái này chỉ là ảo giác của mình anh. Trương Minh Nguyệt dùng cái mũi cố gắng mà hít hà, cô ta luôn có cảm giác có chút không đúng mà, nhưng chỗ nào không đúng thì cô ta lại nói không nên lời. Tổ trưởng, cái chỗ này lại lớn như vậy, nếu có người thì chúng ta sớm đã phát hiện rồi dáng người cao gầy chính là đặc công ám ảnh gặp được Trương Minh Nguyệt vẫn còn nhìn chung quanh, không khỏi nhỏ giọng nói. Các cô coi như là đặc công lành nghề rồi, tự nhận là bản lĩnh tìm người chắc chắn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hai người xác định lúc đến đã không có ai sao, Trương Minh Nguyệt cao mày hỏi. Bởi vì cô ta thật sự không muốn thừa nhận là Lê Vĩnh Thiên phán đoán sai rồi, bởi vì Lê Vĩnh Thiên dùng từ chính là khẳng định chứ không phải là khả năng. Từ khi cô ta và Lê Vĩnh Thiên tiếp xúc, lúc Lê Vĩnh Thiên dùng cái từ khẳng định này thì nhất định là sẽ không phạm sai lầm đấy. Bởi vì thân phận Lê Vĩnh Thiên đặc thù, nói mỗi câu mỗi một lời anh nói đều có sức ảnh hưởng cực lớn, vì vậy anh tìm từ hết sức nghiêm cẩn, nhất là ngay thời điểm hạ mệnh lệnh. Hà Ngọc Vinh đột nhiên từ bên trong giày rút ra hai thanh đoản đao, chạy tới cây lý võ tùng ẩn thân, thả người nhảy lên. Phút phút phút, một hơi chém ra hơn 10 đao, chém rắt tất cả tán cây, lá cây và nhánh cây đều rơi xuống đất trên cây là nơi kẻ địch có khả năng ẩn thân nhất, nhưng chém sạch rồi vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ địch đâu. Hộ soái chúng tôi đã tới chỗ nấp cuối cùng rồi, nhưng không có phát hiện kẻ địch. Thật sự tìm không được, Trương Minh Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Lê Vĩnh Thiên. Nếu như ba chỗ nấp phía trước đều có mai phục, nói rõ kẻ địch có kiến thức về chỗ nấp cũng tương đối so với tôi, nếu như cô xác định bọn họ là 5 người thì bọn hắn sẽ không khả năng bỏ qua chỗ nấp cuối cùng đó. Lê Vĩnh Thiên vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Nhưng chúng ta đã muốn đào sâu ba thước rồi, vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ địch, trước đó người của tôi một mực thủ tại chỗ này, cũng xác định không có người chạy trốn từ nơi này. Trương Minh Nguyệt thấy Lê Vĩnh Thiên vẫn kiên trì với phán đoán của mình, liền cảm thấy rất khó xử. Theo góc độ tình cảm hiện tại thì cô ta thật sự không muốn tin tưởng Lê Vĩnh Thiên cũng sẽ phạm sai lầm. Nhưng mà lý trí nói cho cô biết rằng mỗi một cá nhân đều có khả năng phán đoán sai lầm đấy. Huống chi là Lê Vĩnh Thiên chỉ là căn cứ địa đồ vệ tinh để đưa ra phỏng đoán. Chương 1157 Mai phục. Bởi vì lòng người khó dò nên rất khó nắm bắt được kẻ địch đang nghĩ gì. Ngộ nhớ kẻ địch có đầy đủ tự tin có thể ám sát Lê Vĩnh Thiên ở ba điểm bắn tỉa thì sao chứ, vì vậy chỗ bắn tỉa này không nhất thiết phải có người canh giữ. Cô nghĩ còn một người trong số họ đi đâu rồi? Ngay khi trong lòng Trương Minh Nguyệt hoạt động vô cùng kịch liệt thì Lê Vĩnh Thiên khẽ hỏi: Trương Minh Nguyệt thầm giật mình ở trong lòng, đúng vậy, theo như tin tình báo thì rõ ràng bên kia có 5 người, một người phụ trách theo dõi Lê Vĩnh Thiên, bốn người khác phụ trách việc ám sát Lê Vĩnh Thiên, cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ tính xác thực tin tình báo của mình. Anh ta, không phải anh ta tới hiện trường đấy chứ? Trương Minh Nguyệt nói xong chính bản thân cô ấy cũng không tin được. Cô mở loa ngoài của điện thoại ra có lẽ bây giờ anh ta có thể nghe thấy cô nói chuyện. Lê Vĩnh Thiên khẽ nói, Trương Minh Nguyệt nghe xong trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Cô ấy cảm thấy Lê Vĩnh Thiên đánh giá thấp thực lực của cô ấy một cách nghiêm trọng, lại còn nói kẻ địch này ẩn núp ở bên cạnh cô ấy, như vậy không phải là đang đánh vào mặt của tổ trưởng tổ Đặc công là cô ấy sao? Lùi 10.000 bước xem như cô ấy thật sự sai lầm thì không phải còn có Hà Ngọc Vinh sao, chẳng lẽ Hà Ngọc Vinh cũng sẽ phạm sai lầm sao? Mặc dù Trương Minh Nguyệt nghĩ ở trong lòng như vậy nhưng vẫn làm theo lời Lê Vĩnh Thiên nói đổi điện thoại di động thành hình thức mở loa ngoài. Mọi người không cần tìm tôi, tôi dám khẳng định người kia ẩn núp ở xung quanh mọi người nên mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đó đi, tôi sẽ cho người dùng tên lửa san bằng nơi đó. Lê Vĩnh Thiên lớn tiếng nói. Hộ soái, chúng tôi thật sự không phát hiện ra người nào cả, tổ trưởng Minh Nguyệt là người tới trước kẻ địch một bước, kẻ địch thấy có người bèn từ bỏ vị trí bắn tiền này. Hà Ngọc Vinh cũng lớn tiếng nói. 3 giờ 15 tôi gọi điện thoại cho tổ trưởng Minh Nguyệt, có lẽ tổ trưởng Minh Nguyệt đến điểm bắn tỉa lúc 3 giờ 25 mà mọi người hoàn thành nhiệm vụ săn và tiêu diệt hai tay súng bắn tỉa kia vào khoảng 3 giờ 30. Nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy bốn người đều liên tục gật đầu, bởi vì anh nói không sai chút nào thật sự giống như anh là một cái máy bấm giờ vậy. Lê Vĩnh Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp, kẻ địch phát hiện ra tung tích của tôi vào khoảng 3 giờ 5 phút và bắt đầu triển khai. Mọi người ai có thể nói cho tôi biết từ 3 giờ 5 phút đến 3 giờ 25 phút người này đang làm gì không? Đặc công có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khẽ thì thầm, chẳng lẽ anh ta đột nhiên có chuyện khác ví dụ như tiêu chảy đi vào nhà vệ sinh nên làm chậm chế việc mai phục? Nghe đặc công nhỏ nhắn xinh xắn nói như vậy Trương Minh Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn là một đặc công khi đang thi hành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì lúc đặc công đang thi hành nhiệm vụ cơ thể và thần kinh hiển nhiên cũng sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, loại trạng thái này hoàn toàn có thể ngăn chặn việc ăn uống ngủ nghỉ. Đặc công nhỏ nhắn xinh xắn thế mà lại phạm phải loại lỗi thông thường như vậy chứng minh rằng đặc công này vẫn còn chưa đủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ khi công kích ở trên chiến trường còn có người lại đột nhiên muốn đi vệ sinh sao? Đặc công có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nói xong cũng ý thức được bản thân đã phạm lỗi nên lập tức cúi đầu, trong lòng cũng cảm thấy rất thấp thỏm. Hà Ngọc Vinh cô tương đối quen thuộc với tình hình của nơi này nên hãy lập tức đưa họ rút lui. Tôi đã thông báo cho Phạm Cương nhắm tên lửa vào nơi này. Mọi người nhanh chóng quan sát ở phạm vi ba cây số xung quanh đây có người dân hay không. Nếu như có thì hãy nhanh chóng đưa họ rời khỏi đây. Tôi sợ làm tổn thương tới những người vô tội. Lê Vĩnh Thiên chứng chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc nói. Nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy Trương Minh Nguyệt cảm thấy mất mát ở trong lòng. Rõ ràng cô ấy hiểu rõ nơi này hơn Hà Ngọc Vinh. Đôi mắt Hà Ngọc Vinh đột nhiên sáng lên, lập tức hiểu rõ ý của Lê Vĩnh Thiên. Cô ấy đi theo Lê Vĩnh Thiên lâu như vậy nên đương nhiên hiểu rõ ý của Lê Vĩnh Thiên, Lê Vĩnh Thiên muốn dùng cách này để hù dọa tay súng bắn tỉa của kẻ địch làm cho anh ta tự mình chạy đến đây. Mà Trương Minh Nguyệt là đặc công thường ẩn núp ở trong bóng tối nên không có cơ hội tiếp xúc với Lê Vĩnh Thiên, vì vậy nhất thời cũng không hiểu rõ ý của Lê Vĩnh Thiên. Hà Ngọc Vinh bước nhanh tới bên cạnh Trương Minh Nguyệt nói với một giọng rất nhỏ, ý của hộ soái là muốn chúng ta giả bộ rời đi rồi mai phục ở xung quanh đợi kẻ địch xuất hiện. Trương 1158 tên lửa đạn đạo. Trương Minh Nguyệt tỉnh ngộ, lập tức dùng giọng điệu ra lệnh nói với hai tên cấp dưới, mau chạy đi. Hộ soái sắp dùng tên lửa đạn đạo nổ tung chỗ này rồi. Hai tên cấp dưới kia tưởng là thật, sợ tới mức vội vàng bỏ chạy cùng Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh bọn họ chạy ra xa sau đó nấp sau bụi cỏ mai phục định xem thử xem tay bắn tỉa kia có chạy ra khỏi điểm bắn tỉa hay không thế nhưng điểm bắn tỉa kia vẫn chẳng có chút động tĩnh nào lý võ tùng là người rất lý trí đương nhiên không tin là lê vĩnh thiên sẽ dùng tên lửa đạn đạo nổ tung nơi này hiện tại lê vĩnh thiên đã không còn là hộ soái bảo vệ nữa rồi anh đâu còn tư cách gì ra lệnh bắn tên lửa đạn đạo nữa chứ hắn đang đánh cược Cược Lê Vĩnh Thiên không thể để quân đội Long Quốc bắn tên lửa đạn đạo. Mục tiêu của hắn là ám sát Lê Vĩnh Thiên, cho nên lúc Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh xuất hiện vừa nãy hắn đã không ra tay với họ. Hắn tuyệt đối sẽ không vì nhỏ mà mất lớn, Lê Vĩnh Thiên mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Lê Vĩnh Thiên thấy Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh không thể phát hiện ra hành tung của kẻ địch thì có cảm giác mình đã gặp phải đối thủ ngang tầm. Anh biết đối phương là một người rất thông minh nếu như anh không xuất hiện thì chắc chắn đối phương cũng sẽ không để lộ hành tung của mình. Anh phải tự làm mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang mới được. Anh lại mở bản đồ vệ tinh trên điện thoại di động ra, cẩn thận phân tích tầm bắn của chỗ nấp kia, chắn chắn đối phương có thể lấy mạng mình chỉ trong một lần bắn cho nên anh không dám thấy thân mạo hiểm. Nếu như chỉ có một mình anh thì anh lại không sợ, anh có thể dùng tiểu thính vũ lâu để chặn đạn, nhưng bởi vì trên xe còn có chu nhược mai và nguyễn tú hằng nên anh không thể đảm bảo sự an toàn của cả ba người trước mặt tay bắn tiền này đúng lúc này điện thoại của chu nhược mai vang lên là ngô tường ninh gọi tới tổng giám đốc bao giờ cô mới tới vậy tất cả mọi người đang chờ cô đấy ngô tường ninh bực tức nói nếu chu nhược mai mà không tới buổi lễ khởi công này thì sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tới sự nhiệt tình của nhân viên tập đoàn galaxy chu nhược mai nhìn đồng hồ đeo tay đã 3 giờ 40 phút rồi, cô Bèn nói, Tổng giám đốc Hương, chúng tôi gặp chút sự cố, có lẽ. Chu Nhược Mai còn chưa nói xong, Lê Vĩnh Thiên đã nói chắc nịch, Tổng giám đốc Hương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Mấy người Hà Ngọc Vinh nấp cách điểm bắn tỉa mà Lê Vĩnh Thiên đánh dấu không xa, bọn họ nằm nhoài trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào đường cái, chỉ cần Lê Vĩnh Thiên đi qua chỗ này an toàn thì coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chẳng mấy chốc Chiếc Bugatti Veyron gầm rú lao tới, họ lập tức nín thở, đột nhiên Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh nhảy lên, chạy như điên tới điểm bắn tỉa phía trước. Từ điểm bắn tỉa lập tức vang lên 3 tiếng súng bắn tỉa gần như cùng lúc, mỗi một viên đạn đều bắn trúng chỗ hiểm trên chiếc Bugatti Veyron, viên đạn cuối cùng đã bay xuyên qua vỏ xe và bắn vỡ bình xăng. Bugatti Veyron lập tức biến thành một quả cầu lửa, bay lên, nổ ầm một tiếng trên không trung chỉ trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ cháy rực rồi rơi là tả trên đất. Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt sợ tới mức biến sắc, tim đập thình thịch. Bọn họ buồn muốn chết và cũng rất ái náy, nếu như Lê Vĩnh Thiên thật sự bị giết hại như vậy thì bọn họ cũng không thể sống tiếp được. Lý Võ Tùng bắn xong ba phát bèn nhảy thẳng vào bụi cỏ mà không thèm nhìn đường cái, bởi vì anh ta biết Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt chắc chắn đang nấp gần đây. Quả nhiên, Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh dùng một tốc độ cực kỳ nhanh bắn qua, viên đạn bay sượt qua đầu Lý Võ Tùng. Đúng lúc này, Trương Minh Nguyệt hét lớn với một cấp dưới, "Tổ trưởng, hộ soái không sao, vừa nãy đã dùng xe mô tô rời khỏi đây rồi." Trái tim Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh lập tức bình ổn lại, còn Lý Võ Tùng thì lại bắt đầu hoảng loạn, không ngờ anh ta mạo hiểm như thế rồi mà vẫn không thể xử lý được Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên biết nếu mình không xuất hiện thì tay bắn tỉa kia cũng sẽ không xuất hiện. Anh cố tình nói sẽ dùng tên lửa đạn đạo nổ tung chỗ kia lên để làm tay bắn tỉa kia phân tâm. Mặc dù căn bản tay bắn tỉa kia cũng không tin Lê Vĩnh Thiên sẽ làm như vậy nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì anh ta sẽ bị phân tán sự tập trung trong vô thức. Mà đối với một tay bắn tỉa mà nói thì sự tập trung chẳng khác nào lực chiến đấu của bọn họ, lúc chiến đấu với kẻ địch, Lê Vĩnh Thiên có một nguyên tắc là gắng giảm lực chiến đấu của kẻ địch xuống mức thấp nhất có thể sau đó Lê Vĩnh Thiên tự lái xe, để Nguyễn Tú Hằng lái xe mô tô chở Chu Nhược Mai đi theo phía sau anh. Hà Ngọc Vinh bước nhanh tới cạnh Trương Minh Nguyệt, dùng âm lượng nhỏ nhất để nói, hộ soái bảo chúng ta giả vờ rời đi, mai phục xung quanh, chờ kẻ địch xuất hiện. chương 1159 tai nạn. Trước khi thân hình bị bại lộ, rơi vào tầm ngắm bắn của lính bắn tỉa, Lê Vĩnh Thiên đột một tăng tốc, đồng thời nhảy ra khỏi cửa kính xe. Bugatti Veyron lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, tạo cho đối phương ảo tưởng rằng mình phải nhanh chóng hành động thì mới có thể nhắm trúng mục tiêu ngay tại chỗ. Trên thực tế, nếu như Lý Võ Tùng không bị phân tán lực chú ý quá nhiều vào chiếc xe đang lao nhanh về phía trước kia, thì chắc chắn anh ta sẽ phát hiện ra rằng trên xe hoàn toàn không có người. Nhưng bởi vì anh ta biết rằng Trương Minh Nguyệt và những người khác đang mai phục ở gần đây nên anh ta cần phải chú ý đến từng động tĩnh của bọn họ. Vì vậy mà hoàn toàn không có thể nào để quan sát hết cả hai bên hay để ý đến quá nhiều chi tiết khác. Chiếc Bugatti Veyron bị tấn công, trước khi chiếc xe hoàn toàn bốc cháy, Nguyễn Tú Hằng liền đưa Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên từ phía bên này đến bên chiếc xe. Nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc xe đang bốc cháy bay lượn trước mặt mình, Nguyễn Tú Hằng vô cùng phấn khích, cảm giác như bản thân đang trực tiếp trải qua một bộ phim bắn súng vậy. Nếu không phải Lê Vĩnh Thiên dùng tiểu thính vũ lâu để giúp cô ấy đánh bay những mảnh vỡ ấy, thì cho dù cô ấy có đội mũ bảo hiểm nếu bị những mảnh vỡ đang bay tứ tung bốn phía với tốc độ nhanh như vậy đụng phải, cô ấy nhất định vẫn sẽ bị hôn mê. Một chiếc siêu xe Bugatti Veyron bị nổ tung, thế nhưng Nguyễn Tú Hằng hoàn toàn không cảm thấy đau lòng một chút nào. Đơn giản là vì chiếc xe đó không phải của cô ấy. Còn về phía Chu Nhược Mai thì lại vô cùng đau lòng. Chiếc xe Bugatti Veyron thể thao trị giá hàng chục triệu một chiếc mà nhiều người còn không dám mơ tới việc sở hữu cho riêng mình một chiếc, vậy mà đã biến mất trong tích tắc. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng mạng sống mới là điều quan trọng nhất trong lúc nguy cấp ấy. Xe mất rồi thì cũng không sao, có thể mua lại được. Thế nhưng mạng mà không còn thì không còn ý nghĩa gì nữa, lúc ấy tiền còn cũng chẳng thể làm gì được. Tiền có nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể đổi lại mạng sống cho bản thân được chỉ cần người vẫn còn sống, sợ gì không có xe để đi. Chẳng phải trong nhà vẫn còn một con Lamborghini à? Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Chu Nhược Mai liền tốt hơn nhiều. Tất nhiên, Lê Vĩnh Thiên không hề để ý đến vấn đề này. Chiến lược của anh ta là bỏ xe để cứu người. Chỉ cần bản thân có thể trở lại, Đông Sơn tái khởi và tiếp tục công việc bảo vệ đất nước với tư cách là một hộ soái thì lúc đó cần gì, muốn gì mà không có một chiếc Bugatti Veyron thì có là gì? Chỉ cần bản thân anh muốn, máy bay chiến đấu cũng để cho anh lái. Trên đống đổ nát của tòa cao ốc Galaxy, hàng chục nhân công đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc bắt đầu động thổ với những chiếc cuốc của họ. Trong khi đó Ngô Tường Ninh lại chỉ biết quanh quẩn một chỗ đi đi lại lại dáng vẻ lo lắng và sốt ruột sau khi xem đồng hồ. Chu Nhược Mai chính là niềm tin và tín ngưỡng của những công nhân này, nếu cô không đến kịp thời sẽ làm giảm nhiệt huyết của nhân viên rất nhiều. Có một chiếc cồng đằng sau ngô tường ninh, tín ngưỡng chính là một lễ nghi cần thiết không thể thiếu trong việc khởi công xây dựng tòa cao ốc Galaxy. Theo như kế hoạch, Chu Nhược Mai sẽ đánh cồng, sau đó tất cả công nhân ở đây sẽ cùng bắt tay vào việc khởi công. Nếu Chu Nhược Mai không thể xuất hiện kịp lúc, nghi lễ về mặt hình thức này sẽ mất đi ý nghĩa thiết yếu nhất của nó. Bây giờ đã là 3 giờ 58 phút rồi, vậy mà cô ấy vẫn chưa nhìn thấy bóng hình của Chu Nhược Mai đâu hết. Ngô Tường Ninh đành phải từ từ đi về phía cổng và cầm dùi trống lên. Thật sự không còn cách nào khác, việc thực hiện nghi lễ đánh cổng này đành phải do cô Ngô Tường Ninh, giám đốc tập đoàn Galaxy thực hiện vậy. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng của động cơ xe máy. Ngô Tường Ninh vui mừng khôn xiết, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, chỉ thấy Nguyễn Tú Hằng đang điều khiển xe máy vừa lái xe vừa gào hét. A, à, tìm nén một khoảng thời gian lâu như vậy, cuối cùng hôm này nguyễn tú hằng cũng được tận hưởng khoái cảm say mê khi được lái xe địa hình phân khối lớn mà chạy với tốc độ cao như vậy cô ấy còn muốn thực hiện một cú phanh vòng cung thật đẹp nhưng không ngờ lốp xe đã va phải một viên đá nhỏ chiếc xe đột một bay lên không trung và lao thẳng tới ngô tường ninh nguyễn tú hằng sợ đến mức sắc mặt thay đổi mọi người xung quanh đều sợ hãi mà náo loạn né tránh ngô tường ninh nhìn thấy có một chiếc xe máy và ba người đang lao về phía mình cô ấy hét lên đầy sợ hãi và vội vàng trốn sau chiếc chiêng. Trường 1160 người dư thừa. Ngô tường ninh thấy một chiếc xe gắn máy và ba người đập vào mắt, hù dọa cô thét chói tai trốn đằng sau cái chiêng. Ngay lúc này, Lê Vĩnh Thiên bay lên trời, còn kéo theo một người đẹp giống như thiên thần từ từ hạ xuống. Mà chiếc xe gắn máy bay thẳng kia đụng vào đống đổ náy, bánh sau còn đang xoay tròn nhanh chóng, cuốn theo một tầng cho bụi màu xám. Mặc dù là tình huống khẩn cấp, nhưng cái ôm gần gũi như thế trừ eo phụ nữ của bà xã ra thì Lê Vĩnh Thiên vẫn là vô cùng mất tự nhiên. Cho nên vừa rơi xuống đất, Lê Vĩnh Thiên đã buông Nguyễn Tú Hằng ra. Bởi vì quán tính, cơ thể vương thi xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng ngã xuống đất. Lê Vĩnh Thiên buông Nguyễn Tú Hằng ra, rồi lại vô cùng thân thiết kéo Chu Nhược Mai vào trong ngực. Ngô Tường Ninh nhanh chóng đưa rủi chống tới, Lê Vĩnh Thiên nắm tay Chu Nhược Mai. Con, Tiếng chiêng và tiếng báo thức hoàn mỹ trùng khớp, nhân viên tập đoàn Galaxy lập tức vung quốc, không khí hiện trường nháy mắt bị đẩy lên cao trào. Lúc tâm trạng tất cả mọi người sụp sôi, Nguyễn Tú Hằng lại cảm thấy uất ức, cô ấy dùng sờ đầu gối bị chảy xước, nhìn Chu Nhược Mai rúc vào trong ngực Lê Vĩnh Thiên mà cảm thấy cay đắng và chua xót. Lúc ấy trên không trung, lúc bị Lê Vĩnh Thiên ôm eo, cô từng có xúc muốn ôm Lê Vĩnh Thiên thật chặt trong khoảnh khắc như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Cô thậm chí xem Lê Vĩnh Thiên như anh hùng cái thế đạp trên áng mây bảy màu tới đón mình. Nhưng ảo tưởng cuối cùng không thể thành sự thật, khi cô rơi xuống thì đã ngay lập tức nghênh đón hiện thực tàn khốc hoàn toàn đối lập. Nhìn vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập cảm xúc kích động mãnh liệt, Nguyễn Tú Hằng cảm thấy cô ấy chính là người dư thừa của thế giới này, giống như cô ấy vốn cũng không nên xuất hiện ở đây. Nhưng cô ấy suy nghĩ lại, không đúng, cô ấy cũng góp tiền, mỗi tháng 3 tỷ đồng, cũng không phải một con số nhỏ. Vì vậy, cô ấy từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Chu Nhược Mai, dùng sức tách cô và Lê Vĩnh Thiên ra, bất mãn phàn nàn, có thể có tình người một chút không, lúc này mà phát cơm chó gì hả? Lúc này Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai mới chú ý tới Nguyễn Tú Hằng. Lê Vĩnh Thiên nhớ tới hành vi lúc rơi xuống đất, anh không khỏi cảm thấy áy náy, cũng vô cùng đuối lý lùi về sau một bước, để Nguyễn Tú Hằng và Chu Nhược Mai cùng nhau nhận lấy sự gieo hò của nhân viên tập đoàn Galaxy. Đinh Điểu mang theo hơn 200 đệ tử phái chân nguyên, nằm vùng ở gần công trình kiến trúc, Đinh Điểu mới đầu nơm nớp lo sợ không dám tới gần. Nhưng khi ông ta nhận được tình báo rằng những người tụ tập này chỉ là nhân viên bình thường của tập đoàn Galaxy thì ông ta lập tức tỉnh táo ngay lập tức. Đinh Điểu đương nhiên biết tổng giám đốc tập đoàn Galaxy là vợ của Lê Vĩnh Thiên, hơn nữa vợ của Lê Vĩnh Thiên nhận được tình báo cũng muốn tới tham gia nghi thức khởi công. Vợ của Lê Vĩnh Thiên tham gia, Lê Vĩnh Thiên tất nhiên sẽ đi cùng, Đinh Điểu lo lắng Lê Vĩnh Thiên tới sẽ mang một vài thuộc hạ ngày xưa của ông ta, vì lý do cẩn thận nên ông ta cũng không để người của ông ta lập tức ra tay. Khi ông ta thấy Lê Vĩnh Thiên chỉ đưa hai người phụ nữ tới tham gia nghi thức khởi công thông qua kính viễn vọng thì lập tức mừng rỡ. Ngay lúc tiếng chiêng vang lên, nhân viên tập đoàn Galaxy cùng nhau gieo họ, Đinh Điểu dùng âm thanh vô cùng lạnh lùng hà khắc hạ lệnh, tiến lên, thấy người ngay lập tức giết chết. Đệ tử phái chân nguyên nghe xong thì lập tức dơ vũ khi xông vào cao ốc Galaxy bên này, lúc đối mặt với kẻ địch mạnh, bôn họ không dám dũng mãnh, bây giờ đối mặt dân chúng bình thường, từng người bọn họ đều muốn thể hiện ra mặt lợi hại của mình. Nhìn một đám người vung gậy xông về phía này, bảo vệ cao ốc Galaxy sửng suốt một chút, bọn họ lập tức nhận ra có người muốn tới kiếm chuyện, bọn họ vẫn tưởng rằng là những du côn bình thường cho nên không sợ. Bảo vệ tập đoàn Galaxy lập tức cầm cuốn cản trước mặt nhân viên khác, định dáng một đòn mạnh cho những đám du côn này. Sông lên phía trước nhất chính là đồ đệ giả cường của triệu đình vũ, mặc dù chỉ đi theo triệu đình vũ học hai ba lần, phó công của cậu ta lại cao nhất trong đám người này. Hơn nữa đội trưởng không ở đây, đồ đệ đội trưởng là cậu ta phải nên gánh vác trách nhiệm dẫn đầu này. dẫn đầu sông lên của phái chân nguyên là đại đệ tử đinh điểu, võ công xếp vào hàng top của cả điện thiên cang. khoảng cách so với giả cường quả thực chính là nhà vô địch đấm bốc và học sinh tiểu học. Trương 1161 muốn giết một người dân trăm người. Giả Cường giơ cái cuốc lên nghênh đón cây côn của đại đệ tử Đinh Điểu đang quơ đến. Giả Cường gấp gáp giơ cuốc lên chống đỡ, âm thanh gãy của cái cuốc vang lên, cây côn lướt qua sóng mũi của Giả Cường. Giả Cường thấy tình hình không ổn, vội vàng quay người muốn trốn. Đại đệ tử của Đinh Điểu vội vàng đuổi theo, sau đó vung cây côn lên, nhấm chuẩn đầu của Giả Cường rồi công kích. Một gậy này nếu mà đánh trúng đầu của giả cường nhất định sẽ vỡ toan ra. Lê Vĩnh Thiên vốn dĩ cho là nhóm côn đồ này đến đây gây náo loạn, chính là bởi vì tập đoàn Galaxy vẫn luôn bị chống đối, dù sao thì đối thủ cạnh tranh quá nhiều, có một số người lúc này đến đây gây chuyện cũng là chuyện bình thường thôi. Nhìn thấy trận chiến của kẻ địch Lê Vĩnh Thiên cũng không để tâm lắm, bởi vì dù sao tập đoàn Galaxy có đến hơn 2.000 người, hơn thế nữa đa phần đều là thanh niên, mà số người bên đối phương cũng chỉ có một 200 người, chạy đến không phải là muốn ăn hành hay sao? Nhưng mà khi những người này chạy đến gần anh mới phát hiện ra tình hình không đúng lắm, nhưng người này đều là con nhà võ, hơn nữa võ công cũng đều không tệ. Anh ngay lập tức nghĩ ngay đến chắc là người của Điện Thiên Cang, do anh nhìn thấy đại đệ tử của Đinh Điểu vừa ra tay đã muốn lấy mạng đối phương, anh nhất thời bị chọc điên lên. Nhóm người này đều là dân thương thôi làm sao có thể đối phó nổi với nhân sĩ võ lâm của Điện Thiên Cang chứ? Một mình Lê Vĩnh Thiên chắc chắn sẽ không thể bảo vệ cho nhiều người như thế, anh cũng chỉ có thể tìm kiếm một gã xui xẻo nào đó để ra oai với đối phương thôi. Anh muốn giết một người dân trăm người, trấn áp nhóm võ lâm nhân sĩ kia. Đại đệ tử của Đinh Điều tự nhiên sẽ trở thành cái người xui xẻo đó. Lê Vĩnh Thiên phi nhanh đường kiếm xẹt qua cổ của đại đệ tử của Đinh Điều. Tốc độ xuất kiếm của anh quá nhanh, không có ai kịp nhìn thấy rõ. Đầu của đại đệ tử Đinh Điều đã bay giữa không trung, người của phái chân nguyên toàn bộ đều trợn tròn mắt. Phó công của đại đệ tử đinh điều cỡ nào bọn họ rõ hơn ai hết, nhưng lại bị người khác một chiêu giết chết, hơn nữa còn thảm khốc như thế. Sau khi cái tên đại đệ tử của đinh điều bị lê vĩnh thiên một kiếm chém nứt đầu, máu tươi từ cổ anh ra phun ra, do tác dụng của quán tính, anh ta vẫn còn lê lết hai bước chân lên phía trước, sau đó mới bổ nhào lên trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, công nhân tập đoàn galaxy toàn bộ đều ngơ ngác tất cả mọi thứ xảy ra qua nhanh, chỉ trong khoảnh khắc một tia điện lóe qua, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu của cái người đến quấy rối đã kỳ lạ lìa khỏi người. Giả cường nghe thấy sau lưng có tiếng bình phịch ngã xuống, anh ta còn cho là có người đuổi theo mình không cẩn thận vấp ngã. Anh ta quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy người đuổi theo mình đã nằm chèm bẹp dưới đất, đầu thì không thấy đâu, mau tươi không ngừng phun ra từ cổ của người đó. Nhìn thấy cảnh tượng vậy, anh ta có chút ngơ ngác bỗng nhiên có người chết không rõ nguyên nhân đầu lại lìa khỏi xác khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại bước chân tiến về phía trước đúng ngay lúc này lê vĩnh thiên lưng mang theo tiểu thính vũ lâu chậm rãi đi qua giống như thành kiếm trên lưng anh vừa rồi chưa hề động qua vậy sau khi tiểu thính vũ lâu uống hấp thụ xong máu tươi thì khẽ rung động trên lưng anh một luồng kiếm khí xông thẳng đến đệ tử của phái chân nguyên đệ tử của phái chân nguyên tùy rất nhiều người chưa gặp qua lê vĩnh thiên nhưng cũng nghe qua những tin đồn liên quan đến anh dù sao lê vĩnh thiên là người đã đánh bại cầu hạn giáo chủ thần đao giáo khiến cho giáo chủ u minh giáo hồ quý trai làm việc không được thuận lợi phải đền một khoản tiền lớn lê vĩnh thiên từng bước từng bước ép sát đến gần đệ tử của chân nguyên phái lập tức từ từ lùi ra sau lê vĩnh thiên giống như một sát thần mỗi lần tiến về phía trước một bước bọn họ thậm chí còn phải lùi về sau năm bước Tuy nhiên người của chân nguyên phái tuyệt đối chiếm đa số đều là những người ưu tú, nhưng khí thế lại nhu nhược hơn nhiều. chương 1162 giết người giữa ban ngày. Lê Vĩnh Thiên Anh thật to gan, dám giết người ở trước mặt nhiều người như vậy. Đinh Điều thấy nếu như ông ta không xuất hiện thì Lê Vĩnh Thiên trực tiếp muốn dọa đám đệ của phái chân nguyên này sợ hãi, vì vậy ông ta bước nhanh tới. Nghe thấy giọng nói của ông ta đám đệ tử của phái chân nguyên lập tức như có thêm sức mạnh, nhao nhào bước nhanh về phía trước con mắt nào của anh nhìn thấy tôi giết người giọng điệu của lê vĩnh thiên vô cùng lạnh lẽo sao anh còn muốn giở trò quỷ trước mặt nhiều người như vậy sao chẳng lẽ người đó không phải do anh giết sao đinh điều dùng ngón tay chỉ thi thể của đệ tử lớn nói với giọng điệu lạnh lẽo a à, người đó đương nhiên là do tôi giết nhưng người đó hoàn toàn không phải là người lê vĩnh thiên nói với giọng điệu lạnh nhạt lê vĩnh thiên người đó có phải là người hay không không phải anh nói là được Tôi biết võ công của anh rất cao vậy thì sao chứ? Chỉ cần tôi ra lệnh nơi này sẽ trở thành một lò sát sinh lớn, dựa vào một mình anh có thể cứu được bao nhiêu người. Đinh Điều không sợ hãi nói. Một chiêu này của Đinh Điều thực sự đâm trúng điểm yếu của Lê Vĩnh Thiên, vốn dĩ Lê Vĩnh Thiên muốn dùng cách giết chết một người để làm cho kẻ địch sợ hãi sau đó chạy trối chết. Nhưng mà bây giờ có Đinh Điều chấn giữ khẳng định sẽ không có người nào dám chạy trốn. Từ khí thế ở trên người Đinh Điểu, Lê Vĩnh Thiên có thể cảm giác được võ công của người này rất cao nên không nắm chắc có thể giết chết được ông ta chỉ trong vài giây. Một khi bản thân bị Đinh Điểu cuốn lấy thì nơi này thật sự có thể sẽ trở thành lò sát sinh của đám người này trong vài phút. Lê Vĩnh Thiên không nghi ngờ gì về việc những người này sẽ giết người giữa ban ngày, rõ ràng là họ đến đây để giết người. Đinh Điểu là người của Điện Thiên Cang, cho dù họ giết người ở trước mặt mọi người thì cũng có ngụy nghiêm ở phía sau làm chỗ dựa cho họ. Lê Vĩnh Thiên đoán 89 phần 10 đám người này đến giết người dưới sự chỉ đạo của Ngụy Nghiêm. Đinh Điều thấy Lê Vĩnh Thiên im lặng suy nghĩ không nói gì thì lập tức ý thức được ông ta đã nắm được điểm yếu của Lê Vĩnh Thiên, vì vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lê Vĩnh Thiên chúng ta làm một cuộc giao dịch được không? Anh tự đánh gãy tay của mình thì hôm nay tôi sẽ tha cho những người này một mạng, một cánh tay của anh có thể đổi được mạng sống của nhiều người như hơn nữa anh còn giết đệ tử lớn của tôi vậy thì cũng không thua thiệt đúng không? Ninh Điều rộng lượng nói. Hộ soái đừng nghe lời ông ta nói, một khi anh tự đánh gãy tay của mình thì khẳng định họ sẽ trở mặt. Thấy Lê Vĩnh Thiên không nói lời nào, giả cường còn tưởng rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của đối phương vì vậy lập tức hét lớn. Nhân viên của tập đoàn Galaxy cũng lập tức giận dữ hét lên, hộ soái tuyệt đối không nên mắc lừa. Ha ha, thật sự là một đám người có tình nghĩa. Lê Vĩnh Thiên tôi cho anh 3 giây đồng hồ để suy nghĩ, nếu như tôi đếm tới ba mà anh vẫn chưa tự đánh gãy tay của mình thì đừng trách tôi biến nơi này trở thành địa ngục của Trần Gian. Đinh Điều nói xong thì lui về phía sau một bước. Mặc dù ông ta không cho rằng Lê Vĩnh Thiên có năng lực có thể cưỡng ép ông ta nhưng để cho an toàn ông ta vẫn phải cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của Lê Vĩnh Thiên. Vốn dĩ Lê Vĩnh Thiên quả thực có ý định cưỡng ép Đinh Điều, cho dù không chắc chắn nhưng đây là cách duy nhất anh có thể giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt nhưng mà con cáo gia đình điều này thế mà lại trốn ở sau lưng đám đệ tử của phái chân nguyên, cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của Lê Vĩnh Thiên. Một, Đinh Điều lạnh lùng hét lên. Lê Vĩnh Thiên đứng im ở đó không nhúc nhích, không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Nhân viên của tập đoàn Galaxy không ngừng hô hào bảo Lê Vĩnh Thiên không cần phải quan tâm tới họ. Họ càng là như vậy càng làm cho Lê Vĩnh Thiên không cách nào buông bỏ họ. Lê Vĩnh Thiên đã bắt đầu suy nghĩ tới điều kiện mà Đinh Điều đưa ra, nếu như tự đánh gãy tay của mình mà có thể cứu mạng của tất cả nhân viên tập đoàn Galaxy thì Lê Vĩnh Thiên cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì cho dù anh có mất một cánh tay cũng không ảnh hưởng tới chuyện anh dẫn binh lính đi đánh giặc. Nhưng mà anh đã từng là hộ soái bảo vệ Long Quốc dung chuyển trời đất sao có thể dễ dàng bị người khác uy hiếp tự đánh gãy tay của mình chứ? Chương 1163 giúp đỡ đúng lúc. Nếu như anh dễ dàng bị áp chế như vậy thì anh đã mất hết tay chân từ lâu rồi. 2 sau khi đinh điểu đếm tới hai thì mạnh mẽ phất tay, đệ tử của phái chân nguyên lập tức rút vũ khí trong tay ra nhìn nhân viên của tập đoàn Galaxy với vẻ đằng đằng sát khí, chỉ cần đinh điểu vừa đếm tới ba thì họ lập tức đi tới đại khai sát giới. Đợi đã, Lê Vĩnh Thiên đột nhiên giơ tay lên la lớn. Ha ha, Lê Vĩnh Thiên Anh quả nhiên là một người có nghĩa khí, vậy thì hãy bớt nói nhảm và nhanh chóng hành động đi. Đinh Điều vô cùng đắc ý nói sao anh có thể cam đoan sau khi tôi tự đánh gãy tay của mình thì anh sẽ bỏ qua cho họ lê vĩnh thiên lạnh giọng hỏi anh muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội đánh giết đinh điểu chỉ cần đinh điểu vừa chết thì cấp dưới của ông ta sẽ tan tác như chim muông chồng à đừng anh tuyệt đối đừng làm như vậy chu nhược mai thấy lê vĩnh thiên có ý muốn đồng ý điều kiện của đối phương thì lập tức la lên lảo đảo chạy về phía anh tất cả nhân viên của tập đoàn galaxy cũng kêu lên hộ soái chúng tôi chết cũng không có gì đáng tiếc, anh tuyệt đối đừng bị ông ra xảo trá này lừa. Chu Nhược Mai ôm chặt Lê Vĩnh Thiên, trên mặt tràn đầy nước mắt, một bên là nhân viên xem cô như là thần thánh, một bên là tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô. Từ góc độ tình cảm mà nói cô khẳng định không nguyện ý để Lê Vĩnh Thiên bị tổn thương, nhưng một bên khác lại là mạng sống của hơn 2.000 nhân viên, cô biết dựa vào tính cách của Lê Vĩnh Thiên thì sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Một khi Lê Vĩnh Thiên đã đưa ra lựa chọn của bản thân Chu Nhược Mai biết cho dù cô có nói thế nào cũng không được nên đành phải ôm chặt Lê Vĩnh Thiên. Ngộ nhỡ Lê Vĩnh Thiên xảy ra chuyện không hay thì cô sẽ không chút do so dự đi theo anh. Kể từ khi biết thân phận hộ soái của Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai thường xuyên đưa ra giả thiết như vậy, ngộ Mộ nhỡ một ngày nào đó Lê Vĩnh Thiên gặp bất chắc cô chắc chắn sẽ không chút do so dự kết thúc mạng sống của mình. Cô cảm thấy rất đáng giá khi đời này có thể gặp được một người đàn ông như Lê Vĩnh Thiên đi cùng với Lê Vĩnh Thiên nói không chừng kiếp sau còn có thể ở bên nhau. Tôi không thể bảo đảm bất cứ điều gì với anh nhưng mà anh cũng không có lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể tin tưởng tôi là một người nói lời giữ lời. Đinh Điều tưởng rằng ông ta nắm tất cả ở trong lòng bàn tay, vì vậy thái độ vô cùng cương quyết. Ông không sợ tôi và ông cá chết lưới rách sao? Lê Vĩnh Thiên lạnh giọng nói. Tôi tin tưởng anh sẽ không đánh cược mạng sống của hơn 2.000 người, bởi vì họ hoàn toàn vô tội, nếu như để họ chết vì anh thì đó không phải là tính cách của anh được rồi không nói nhiều với anh nữa tôi đã đếm tới hai nên hãy nhanh hành động đi đinh điều nói xong lại một lần nữa giơ tay lên đệ tử của phái trân nguyên cũng lập tức rơi vào trạng thái giết người con cáo già đinh điều này vẫn luôn trốn ở sau lưng đệ tử của ông ta để ra lệnh làm cho lê vĩnh thiên không cách nào đánh giết ông ta lê vĩnh thiên biết một khi đinh điều ra lệnh thì sẽ có vô số nhân viên của tập đoàn galaxy phải đổ máu ngay tại chỗ bây giờ anh đã không còn là hộ soái bảo vệ nên không cách nào điều động quân đội đến vây quét những người của điện thiên cang bởi vì phạm cương hà ngọc vinh muốn giữ bí mật hành tung nên cũng đến thành phố đà lạt một mình chứ không dẫn theo quân đội các người làm cái gì vậy dám tụ tập đánh nhau dưới mí mắt của tôi các người cho rằng cục công an thành phố chúng tôi không tồn tại có phải không ngay khi lê vĩnh thiên cảm thấy vô cùng khó xử một giọng nói quen thuộc của phụ nữ vang lên cách đó không xa sau đó là một tiếng bước chân chỉnh tề, các thành viên công an được trang bị vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhắm về phía phái chân nguyên và nhân viên của tập đoàn Galaxy dưới sự dẫn đầu của Bình Loan. Lê Vĩnh Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên anh phát hiện ra giọng nói của Bình Loan lại dễ nghe giống như âm thanh thiên nhiên vậy. Bình Loan thực sự là giúp đỡ đúng lúc. chương 1164 dẹp loạn. Đinh Điều thấy sắp hoàn thành rồi, không ngờ được nửa đường thì không biết Bình Loan từ đâu lại nhảy ra cản trở người của Cục Công an thành phố không nhiều nhưng bọn họ đều cầm súng trong tay. Điều quan trọng ở đây, Cục Công an thành phố là đại diện của triều đình, nếu như ông ta đánh nhau với bọn họ thì sẽ bị quy thành tội phạm phản quốc. Đến lúc đó dư luận dậy sóng, Ngụy Nghiêm cũng không có cách nào quang minh chính đại bảo vệ ông ta được. Hội trưởng Bình Loan, chúng tôi tuân lệnh của Thừa tướng tới đây dẹp loạn, hy vọng cô không can thiệp vào chuyện này. Ninh Điều biết ông ta không thể đánh nhau với Cục Công an thành phố, chỉ có thể mang ngụy nghiêm ra làm lá chắn, để bình loan thấy khó mà rút lui. Thừa tướng phái ông tới, ông có bằng chứng gì không? Tôi thấy mấy người các ông trông không giống người hiền lành gì, rốt cuộc mấy người các ông muốn làm cái gì? Bình Loan lạnh lùng tra hỏi. Phái chân Nguyên có rất nhiều học trò có tiền án, đương nhiên không thể để người khác tra hỏi, Đinh Điều không thể làm gì ngoài việc đánh chống lảng sang chuyện khác. Hội trưởng Bình Loan, Lê Vĩnh Thiên giết người ngay trước mặt mọi người, đây là điều mọi người đều thấy người bị hại đều hỏi tôi cô nghĩ gì trong đầu mà không đi bắt cậu ta cô muốn bao che cho cậu ta sao đinh điều hỏi ngược lại bình loan người này là anh giết không có cách nào bình loan chỉ có thể quay đầu lại hỏi lê vĩnh thiên đúng chính là tôi giết nhưng cậu ta cũng không phải là người lê vĩnh thiên lạnh nhạt nói trong lòng của âu dương bằng thầm kêu không xong đương nhiên là cô ấy muốn giúp lê vĩnh thiên nhưng Lê Vĩnh Thiên lại trực tiếp thừa nhận việc mình giết người, cô ấy cũng không còn cách nào để giải quyết việc này nữa. Vì vậy, cô ấy lạnh lùng nói, nói linh tinh, cậu ta có mắt có lỗ mũi, có tay có chân, sao lại không phải là người. Bề ngoài của cậu ta đúng là của con người, nhưng cậu ta lại làm những việc không có tính người. Thứ người như cậu ta, dù có chết một trăm lần cũng không đủ. Lê Vĩnh Thiên lớn tiếng nói, mặc dù anh cũng không biết trước đây anh ta có làm những chuyện đó không, nhưng dựa vào cách làm việc của anh ta lê vĩnh thiên liền khẳng định quá khứ của anh ta cũng thối nát không kém những lời anh nói có chứng cứ gì không bình loan lên tiếng ta đã giúp các cô giết tên cặn bã đó còn việc tìm chứng cứ là việc của các cô các cô điều tra thân phận của cậu ta rồi cử mấy thành viên của cục công an thành phố điều tra hồ sơ của cậu ta đảm bảo sẽ có kết quả bất ngờ có phải rất đơn giản đúng không lê vĩnh thiên vô cùng chắc chắn nói nghe lê vĩnh thiên nói trong lòng của Đinh Điểu lại bắt đầu lo lắng, ông ta biết những thành viên trong Điện Thiên Cang, ai ai cũng có một quá khứ đen tối không muốn người khác biết. Thật ra rất đơn giản, nếu như mấy người đó không gia nhập Điện Thiên Cang thì sẽ là thủ lĩnh một vùng ở bên ngoài. Nhưng họ lại nhịn nhục tham gia vào Điện Thiên Cang, chứng tỏ bọn họ đã không thể sống sót được ở bên ngoài nữa. Thẳng thắn một chút thì những người trong Điện Thiên Cang, người nào cũng đã từng giết người. Bây giờ Lê Vĩnh Thiên lại nói Bình Loan đi điều tra quá khứ của học trò phái chân nguyên, Đinh Điều sợ chỉ cần điều tra ra một người sẽ có càng nhiều người khác bị liên lụy. Bình Loan thấy sắc mặt Đinh Điều không được tự nhiên, lập tức vẫy tay nói, người đâu, nhanh chóng mang xác chết về cục công an thành phố, nếu điều tra ra cậu ta đáng chết, Lê Vĩnh Thiên sẽ vô tội. Còn nếu như điều tra ra kết quả cậu ta vô tội, Lê Vĩnh Thiên, tôi nhất định sẽ bắt anh một mạng đền một mạng ngay lập tức có hai thành viên cục công an thành phố đi tới mang xác chết đi nhưng đầu của xác chết lại bị học trò phái chân nguyên giữ lại mấy người không thể mang anh trai của tôi đi anh ấy đã chết thảm lắm rồi tôi không muốn anh ấy sau khi chết còn phải chịu nhục tôi muốn chôn thi thể của anh ấy để anh ấy được thanh thản ra đi học trò phái chân nguyên làm đúng như kế hoạch của đinh điều lớn tiếng nói anh đây là có ý gì muốn cản trở công việc của cục công an thành phố bình loan nhìn người học trò kia lạnh lùng lên tiếng. Hội trưởng Bình Loan, chắc là cậu ấy không có ý đó đâu, để cho người chết được thanh thản ra đi là tục lệ của bọn họ, hy vọng hội trưởng Bình Loan có thể đồng ý. Đinh Điều vội vàng giải thích. Ông ta biết có Bình Loan ở đây, kế hoạch uy hiếp Lê Vĩnh Thiên coi như đổ vỡ. Ngụy Nghiêm giao nhiệm vụ cho ông ta là phải ngăn cản Lê Vĩnh Thiên làm phản, nếu Lê Vĩnh Thiên không làm phản, ông ta còn ở lại đây là gì nữa? Còn không mau cảm ơn hội trưởng Bình Loan. Lê Vĩnh Thiên, đồ cậu nợ tôi, hôm khác tôi sẽ đòi lại. Đinh Hạ nói xong liền vung tay lên mang theo học trò phái chân nguyên xoay người rời đi. Bình Loan muốn ngăn cản nhưng lại bị Lê Vĩnh Thiên kéo lại. chương 1165 giảng đạo lý. Bọn họ có thể đi cũng không tệ, lỡ như chọc vào anh ta rồi, anh ta nhắm vào cô thì sao? Lê Vĩnh Thiên nhỏ giọng nói. Hừ, cho dù lấy được thủ lệnh rồi, tôi vẫn có thể không thèm nể mặt vẻ mặt bình loan khinh thường nói như vậy chức vụ ngày mai của cô sẽ bị hủy bây giờ chúng ta không thể vứt bỏ chức vụ hội trưởng của hội hộ pháp này lê vĩnh thiên rất kiên nhẫn nói ai chúng ta với anh vừa rồi tôi không có làm việc riêng trái pháp luật nhé chỉ giải quyết việc chung thôi nếu như anh vẫn giết người trước mọi người như vậy sớm muộn tôi cũng sẽ bắt anh lại bình loan đỏ mặt nói một câu chúng ta của lê vĩnh thiên khiến trong lòng cô ấy sinh ra một chút cảm giác liên tưởng kỳ diệu người của đinh điều hốt hoảng bỏ chạy nhưng cũng không quên khiêng cả cái xác kia đi lần này bình loan rốt cuộc không cần phụ trách nhặt xác hộ soái xảy ra chuyện gì sao tôi lại thấy số lượng lớn người tập võ rời khỏi nơi này lúc này hà ngọc vinh giống như một cơn gió bay tới nhìn lê vĩnh thiên lo lắng hỏi hừ vừa rồi cô cần gì phải đi nếu như không phải lời nói của hội trưởng bình loan kịp thời xuất hiện một cánh tay của tôi cũng không có lê vĩnh thiên liếc nhìn hà ngọc vinh vẻ mặt bất mãn. Chuyện này, chuyện này, tôi và tổ trưởng Minh Nguyệt không phải đuổi theo kẻ địch sao?" Hà Ngọc Vinh có hơi trột dạ nói. Khiến đối phương bỏ chạy hả? Nhìn dáng vẻ trột dạ của Hà Ngọc Vinh, Lê Vĩnh Thiên liền biết kết cục, hơn nữa trong lòng anh cũng thầm giật mình. Tay súng bắn tỉa này không những có kỹ xảo ẩn thân hạng nhất, hơn nữa bản lĩnh chạy trốn cũng vô cùng cao minh, có thể trốn khỏi sự truy kích kết hợp của Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt, đây đã là cấp bậc đại thần mặc dù chạy rồi tôi và tổ trưởng minh nguyệt một mình đánh gã ta bị thương tôi đã thông báo với các tiệm thuốc lớn bảo bọn họ tỉ mỉ để ý người gần đi đến chữa trị vết thương do đạn bắn hà ngọc vinh vô cùng tự tin nói mặc dù đối phương tạm thời bỏ trốn chỉ cần gã ta vẫn chưa rời khỏi long quốc thì cô ấy có lòng tin bắt gã ta trở về lê vĩnh thiên lắc đầu anh thấy kẻ địch đã có thể trốn dưới mí mắt của cô ấy cách bắt giữ bình thường này với gã ta khẳng định vô hiệu anh tin tưởng đạo lý này Hà Ngọc Vinh cũng hiểu rõ. Hà Ngọc Vinh sở dĩ làm như thế, chỉ sợ bởi vì không cam lòng, dù sao kẻ địch ở dưới mí mắt cô ấy, bọn họ cũng không thể phát hiện. Kẻ địch gần chúng tôi trong gang tấc, thậm chí tôi dùng đao chặt cái cây ẩn thân của gã ta, sao lại không biết quan tâm thân cây hơn một chút nhỉ? Hà Ngọc Vinh huệ hoài nói. Lúc này Trương Minh Nguyệt cũng huệ hoài đi tới. Rất hiển nhiên trong hành động lần này, cô ấy nhận tổn thương còn nặng hơn Hà Ngọc Vinh, dù sao cô ấy tưởng rằng sự ẩn giấu và ngụy trang của đặc công bọn họ là chuyên nghiệp, kẻ địch nghiền ép cô ấy bằng lĩnh vực cô ấy am hiểu nhất. Chuyện này thật sự không thể trách các cô, người này am hiểu sâu ảo thuật và tâm lý học cá nhân, lợi dụng điểm mù tâm lý và thị giác vốn có của mọi người, lúc nguy hiểm, mọi người sẽ không quá quan tâm đến những việc bọn họ cho rằng an toàn. Lê Vĩnh Thiên nói, thật là, anh vốn không ở hiện trường, cũng có thể trăm phần trăm khẳng định người đó chắc chắn ở nơi nào vẻ mặt Hà Ngọc Vinh cô đơn nói, xem ra thất bại lần này khiến họ sinh ra cảm giác bị thất bại sâu sắc. Lê Vĩnh Thiên lập tức muốn để bọn họ gia nhập nhiệm vụ càng hung hiểm hơn, khẳng định không thể để tinh thần của họ u mê như thế. Khi một người vốn vô cùng tự tin bắt đầu hoài nghi bản thân, năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế là anh an ủi, cũng bởi vì tôi không ở hiện trường, cho nên tôi mới dám trăm phần trăm khẳng định nếu như tôi tới hiện trường cũng sẽ không chú ý quá nhiều đến một cái cây to lớn mọc bên cạnh chúng ta, các người không cần nản chí. Lê Vĩnh Thiên rất hít giảng đạo người ta, Phương Thức Anh cho rằng huấn luyện tốt nhất chính là ném những tân binh kia đến chỗ trải qua hoàn cảnh cử tử nhất sinh nguy hiểm, đủ kích phát tiềm năng riêng của bọn họ. Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh đều là người nổi bật trong loại huấn luyện này, dưới tình huống bình thường, vốn cũng không cần Lê Vĩnh Thiên tận tình khuyên bảo xây dựng tâm lý cho họ, nếu như không phải sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ liên quan tới sống chết của quốc vương Long quốc, Lê Vĩnh Thiên khẳng định sẽ để hai người bọn họ tự đi tiêu hóa cảm giác bị thất bại này. Bản thân tiêu hóa loại cảm giác bị thất bại này cần thời gian, mà đây chính là thứ Lê Vĩnh Thiên trước mắt thiếu thốn nhất. Kể từ khi biết quốc vương Long quốc bị dược trùng khống chế, Lê Vĩnh Thiên cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì anh không rõ dược trùng có tạo thành tổn thương mãi mãi với cơ thể quốc vương Long quốc hay không, trì hoãn thêm một chút thời gian Quốc Vương Long Quốc sẽ càng nguy hiểm hơn một phần. Chương 1166 trốn thật kỹ. Sau khi trải qua vụ việc lộn xộn do nhóm người của Đinh Điểu gây ra, cảm xúc của mọi người trong tập đoàn Galaxy càng có xu hướng tăng cao, bọn họ trực tiếp hô hào khẩu hiệu lao động. Cũng bị những người này truyền cảm hứng, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng cũng kéo tay áo để lộ cánh tay, giúp đỡ Lâm Khán Hoàn và Thủy Nê. Lúc Lê Vĩnh Thiên tìm được các cô, hai người đã biến thành hai mèo con nhỏ lấm lem oa wow, thích thật đây là lần đầu tiên tôi thấy làm việc thú vị tới vậy nguyễn tú hằng dùng tay lau mồ hôi chán chẳng còn vẻ thâm trầm nhã nhận bưng cà phê ngày thường đúng đúng tôi thật sự muốn đánh với bọn họ một trận chu nhược mai bỏ gậy khuấy trong tay xuống vẻ mặt miễn cưỡng nói bởi vì cô biết suy nghĩ này của cô là không thực tế và có lẽ bây giờ đã có người trong số bọn chúng nhớ rõ mặt cô ta rồi cô là thứ để uy hiếp lê vĩnh thiên Mấy người đó muốn đối phó với người Lê Vĩnh Thiên thì đương nhiên sẽ đặt cô thành mục tiêu hàng đầu. Sau khi trải qua nhiều lần bị ép buộc thì Chu Nhược Mai đã biết chuyện mà cô có thể giúp Lê Vĩnh Thiên nhất chính là trốn thật kỹ. Lê Vĩnh Thiên thấy vẻ mặt Chu Nhược Mai đầy vẻ miễn cưỡng, trong lòng không khỏi đau lòng. Anh vốn muốn cho Chu Nhược Mai được trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng mà nếu như ngay cả điều cơ bản nhất là tự do cũng không có thì sao có thể nói lên được hai chữ hạnh phúc? cuộc sống mỗi ngày đều sống trong chờ đợi và lo lắng bây giờ không riêng gì chu nhược mai ngay cả nguyễn tú hằng sau một lần bị cưỡng chế cũng sợ tới mức không dám ra cửa được rồi hai người yên tâm sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho hai người được tự do thoải mái cuộc sống không lo không nghĩ lê vĩnh thiên choàng vai chu nhược mai có chút áy náy nói bây giờ chúng ta phải đi về à chu nhược mai thấy lê vĩnh thiên đi tới thật ra đã chuẩn bị tâm lý xong cô vừa phủi bụi đất trên người vừa nhẹ giọng hỏi. Lê Vĩnh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, buổi tối anh hẹn vài người đến biệt thự thương lượng công việc, không tiện nán lại đây quá lâu. Vừa đúng lúc, Lê Vĩnh Thiên nghe được tiếng bước chân, không cần nhìn đã biết đó là ai. Phạm Cương tới rồi. Rất nhanh sau đó, Phạm Cương cũng đã đi nhanh tới trước mặt Lê Vĩnh Thiên, vẻ mặt lo lắng nói, hộ xoái, thế nào, đã giải quyết xong mấy kẻ địch đó chưa? Hừ, giá của tam tinh chiến tướng quả là không nhỏ, bây giờ hộ soái cũng đã không gọi được anh nữa rồi, đúng không? Hà Ngọc Vinh bởi vì chuyện trước đó mà ghim cục tức trong lòng, thấy Phạm Cương tới đây, lập tức chút giận lên người Phạm Cương. Phạm Cương không nghĩ tới Hà Ngọc Vinh vừa thấy mặt đã chụp cho anh ta một cái mũ lớn như vậy, vẻ mặt lập tức tỏ ra vô tội nói, hộ soái tôi không có ý đó, vừa khéo có chút chuyện cần phải xử lý thôi. Hơn nữa, thời gian anh hẹn không phải là buổi tối hay sao, bây giờ tôi tới đây cũng đã coi như là tới trước giờ rồi nhưng trong tình huống hiện nay, mình chỉ cần nói một câu là có thể kêu đến thì phần trung thành nhất định không thể nghi ngờ được. Có thể nói nếu để cho ngụy Nghiêm biết bọn họ lặng lẽ chạy tới tụ họp với Lê Vĩnh Thiên, nói bọn họ tự tiện rời khỏi vị trí công tác thì đã là nhẹ, 89 phần sẽ bảo bọn họ tụ họp nhiều người để âm mưu tạo phản. Chỉ có một mình anh bận rộn sao, nói cứ như những người khác không có việc gì vậy. Đúng rồi, hình như bây giờ trong số chúng ta người có địa vị cao nhất chính là tam tinh chiến tướng, cũng nên sắn tay áo lên ra trận đi nào. Hà Ngọc Vinh tiếp tục dùng giọng điệu châm chọc nói. Hà Ngọc Vinh, hôm nay cô bị gì thế, tôi đắc tội gì cô à? Phạm Cương cảm thấy rất ư là oan ức, tuy rằng ngày thường Hà Ngọc Vinh cũng hay nói giỡn không biết lớn nhỏ, nhưng hôm nay vừa thấy mình thì lại quái gở thế này, anh ta cũng không khỏi được có chút nổi giận. Bởi vì hai ngày nay cuộc sống của anh ta cũng không dễ chịu gì mấy, Ngụy Nghiêm biết rõ anh ta là người của Lê Vĩnh Thiên, và còn đang suy nghĩ, tìm cách gây phiền phức cho anh ta. Phạm Cương tới chiến tranh có khó khăn cỡ nào còn không sợ, nhưng mà dính đến lục đục với nhau thì anh ta cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Chương 1167 phóng viên thực tập. Phạm Cương, không sao, trong lòng Hà Ngọc Vinh đang tức giận, đừng chấp nhặt với cô ấy. Bây giờ tôi đúng là muốn mượn dùng thân phận chiến tướng ba sao của anh một chút, anh tranh thủ thời gian gọi điện cho đài truyền hình Đà Lạt để bọn họ phái phóng viên mới tới phỏng vấn nhân viên tập đoàn Galaxy, tự mình xoay sở tiền xây dựng cao ốc Galaxy. Lê Vĩnh Thiên nói, Phạm Cương sửng sốt một chút, Lê Vĩnh Thiên từ trước đến nay không có cảm tình gì với truyền thông, không biết vì sao anh chủ động liên lạc với truyền thông. Nhà họ ngụy bọn họ không phải luôn nhằm vào tập đoàn Galaxy chúng ta sao, nếu như có thể thông qua truyền thông tiến hành đưa tin chính diện chuyện này, cho rằng nhân viên tập đoàn nhân viên tập đoàn Galaxy thời kỳ khó khăn không bằng lòng gia tăng thêm gánh nặng cho triều đình. Điển hình của tự cường tự lập, ngụy nghiêm dưới áp lực bức bách của dư luận ngay lập tức sẽ không còn kìm nén được nữa. Lê Vĩnh Thiên giải thích. Phạm Cương nghe xong không khỏi liên tục giơ ngón tay cái, thực ra anh ta nghĩ mãi mà không rõ, một người đánh trận giỏi như vậy, tại sao ngay cả loại chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt này cũng có thể suy tính chu đáo được. Hộ soái, tôi vẫn có hơi không rõ, Tại sao phải nhấn mạnh là phóng viên mới? Vẻ mặt Phạm Cương vô cùng nghi hoặc. Phần lớn phóng viên lão luyện rất cáo giá, bọn họ đương nhiên biết mâu thuẫn của tập đoàn Galaxy và Ngụy Nghiêm, bọn họ sao dám đưa tin? Hơn nữa, để bọn họ liên lạc với truyền thông nhiều một chút, như vậy lúc Ngụy Nghiêm muốn phong tỏa bản tin này cũng đã muộn rồi. Phạm Cương làm việc cũng sấm rền gió cuốn như cá tính của anh ta, thân phận chiến tướng ba sao của anh ta vẫn vô cùng được hoan nghênh ở thành phố Đà Lạt. Vài cuộc gọi đã nhanh chóng giải quyết chuyện Lê Vĩnh Thiên bàn giao cho anh ta. Không tới 10 phút, một cô gái trẻ tuổi mặt mũi ngây thơ lái xe đài truyền hình Đà Lạt xuất hiện trong tầm mắt Lê Vĩnh Thiên bọn họ. Từ từ thế cô gái cầm ống nói, Lê Vĩnh Thiên ngay lập tức nhìn ra, cô ta làm phóng viên chắc chắn sẽ không quá 3 ngày. Quả nhiên khi cô ta thở hồng hộc chạy đến trước mặt Lê Vĩnh Thiên bọn họ, Lê Vĩnh Thiên trông thấy bảng tên trên ngực cô ta, phóng viên thực tập Trương Hoa Hoa. Trương Hoa hoa quét tới quét lui trên người Lê Vĩnh Thiên bọn họ, có lẽ đang đoán xem ai là chiến tướng ba sao gọi điện cho đài truyền hình kia. Cuối cùng cô ta đi thẳng tới trước mặt Lê Vĩnh Thiên, rất rõ ràng trong nhóm người này, cô ta cho rằng Lê Vĩnh Thiên là người có khí chất chiến tướng nhất. Lê Vĩnh Thiên cũng không phủ nhận phán đoán của cô ta, mà là chỉ vào Chu Nhược Mai nói, cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, cô phỏng vấn đơn giản hai câu trước, chúng tôi có chuyện phải lập tức rời khỏi. Chiến tướng ba sao tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, những nhân vật lớn này chỉ có thể nhìn thấy trên TV, thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt cô ta, Trương Hoa Hoa kích động đến đỏ bừng gương mặt, nghiêng microphone trước mặt Chu Nhược Mai, nửa ngày không biết nên hỏi cái gì. Trên người Trương Hoa Hoa, Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy bản thân vừa tiến vào chỗ làm việc, cô ấy cũng bởi vì không thể thích ứng hoàn cảnh chỗ làm việc nên cuối cùng mới tiến vào con đường văn học mạng này, cho nên cô ấy vô cùng đồng tính với Trương Hoa Hoa dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Tú Hằng, Trương Hoa Hoa thuận lợi hoàn thành bài phỏng vấn của mình một cách tốt đẹp. Đương nhiên có thể thuận lợi hoàn thành vẫn phải có sự phối hợp vô điều kiện của Chu Nhược Mai. Trương Hoa Hoa lần đầu tiên cảm thấy những nhân vật lớn trong truyền thuyết kia thì ra cũng có thể thân thiên hòa hợp như thế. Trương Hoa Hoa, trước tránh phóng viên chính là dùng lương tâm mình đi đào bới chân tướng tàn khốc hay sự ấm áp của thế giới này. Hơn nữa công khai nó, tôi tin tưởng cô sẽ không khiến tôi thất vọng lê vĩnh thiên nhìn trương hoa hoa chân thành nói trương hoa hoa cho người ta cảm giác vô cùng thuần khiết lê vĩnh thiên biết tin tức này chắc chắn sẽ bị ngụy nghiêm đè xuống nhưng nếu trương hoa hoa kiên trì thì sẽ có cách công khai ra tướng quân yên tâm tôi sẽ nhớ kỹ lời anh nói trương hoa hoa dùng sức nắm chặt nắm đấm cúi người với lê vĩnh thiên vẻ mặt chân thành nói lúc lê vĩnh thiên quay người theo thói quen đi tìm xe thì mới nhớ bugatti veyron của anh đã tan thành cho bụi không khỏi đau lòng một trận. Phạm Cương, bởi vì anh không đuổi tới ngay lập tức, dẫn đến tôi không thể không bỏ qua Bugatti Veyron, anh tranh thủ thời gian lại tìm một chiếc xe khác cho chúng tôi. Lê Vĩnh Thiên nói với Phạm Cương. chương 1168 uy hiếp. Hộ Soái, để tôi tìm Bugatti Veyron thật sự là làm khó tôi, chẳng qua tìm một chiếc xe tạm thời thay thế vẫn không thành vấn đề. Tôi đây sẽ gọi ngay cho bọn họ, bảo bọn họ đưa một chiếc xe tới. Phạm Cương nói. Đừng tìm xe quân đội." Lê Vĩnh Thiên nói. Phạm Cương tranh thủ thời gian giải thích, hộ xoá yên tâm, tôi sẽ không tìm xe quân đội, đây không phải là tiết lộ tung tích của tôi sao? Ai mà không có một hai người bạn có tiền, tôi tìm bạn mượn. "Đúng, lúc chúng tôi tới, tạm thời trưng dụng dừng xe gắn máy ở ven đường." Nguyễn Tú Hằng, cô nói bảng số xe cho Phạm Cương, chờ lát nữa để anh ta đi cùng chủ xe. Lê Vĩnh Thiên nói. Nguyễn Tú Hằng ngay lập tức nói bảng số xe cho Phạm Cương. Phạm Cương sừng sốt một chút, cảm thấy loại chuyện này không nên để phụ nữ làm sao. Mình đường đường một chiến tướng ba sao thế mà phải làm công việc giống thư ký. Nhưng khi anh ta nhìn hết mấy người phụ nữ bên cạnh này, cảm thấy thật đúng là chỉ có anh ta mới có thể đảm nhiệm công việc này. Chờ lát nữa các người sẽ không phải lại đi giết người nữa chứ. Lúc này Bình Loan từ đằng xa đi tới, trông thấy Hà Ngọc Vinh và Phạm Cương đều ở đó, lập tức cau mày nói. Trước đó cũng bởi vì Hà Ngọc Vinh bọn họ giết người khắp nơi, làm cho hội hộ pháp trở thành hội nhặt xác, khiến Bình Loan cảm thấy đặc biệt uất ức. Bây giờ thấy mấy người tụ tập một chỗ, trong lòng Bình Loan cũng bắt đầu có bóng ma. Bình Loan không nhắc Lê Vĩnh Thiên còn xém chút quen mất, thế là anh tranh thủ thời gian cười nói, hội trưởng Bình Loan, ngại quá, nhưng có mấy cái xác cần mấy cô xử lý một chút. Cái gì, các anh thật sự giết người nữ ư, lần này nếu các anh không giải thích hợp lý, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các anh. Lê Vĩnh Thiên, đừng quên anh đã không còn là hộ soái nữa rồi. Thấy Lê Vĩnh Thiên lại muốn mình xử lý xác, Bình Loan vô cùng tức giận nói. Bọn họ là thành viên đội đặc công tia chấp sư quốc, mai phục ở thành phố Đà Lạt mấy ngày rồi, hội hộ pháp các anh thế mà hoàn toàn không biết gì. Bây giờ chúng tôi xử lý bọn họ, để các anh đi qua nhặt xác cũng có ý kiến. Hà Ngọc Vinh và Bình Loan vốn không thể nào hợp nhau, thấy Bình Loan lớn tiếng nhấn mạnh Lê Vĩnh Thiên đã không còn là hộ soái, cô ấy liền vô cùng không khách khí nói. Cho dù bọn họ thật sự là đặc công sư quốc, các cô cũng chỉ có thể bắt bọn họ lại, giao cho chúng tôi tới xử lý, ai cho các cô quyền để các cô giết người. Trong lời nói của Hà Ngọc Vinh vừa châm chọc vừa nói móc, Bình Loan đương nhiên nghe thấy, cho nên cô ấy không vui đáp. Được rồi, hội trưởng Bình Loan, nếu như cô không muốn xử lý xác, Phạm Cương, bây giờ anh lập tức gọi cho cấp trên của cô ấy. Một câu của Lê Vĩnh Thiên ngay lập tức uy hiếp Bình Loan, trước đó cô ấy cũng không muốn đóng vai nhân vật nhặt xác, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thì sẽ lập tức nhận được điện thoại cấp trên gọi tới, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Bình Loan cúi đầu không nói gì, Lê Vĩnh Thiên nói với Trương Minh Nguyệt, Tổ trưởng Minh Nguyệt, gửi vị trí mấy các xác kia cho Hội trưởng Bình Loan, Hội trưởng Bình Loan, chuyện hôm nay tôi thật sự phải cảm ơn cô, Thấy Lê Vĩnh Thiên chân thành nói cảm ơn, trong lòng Bình Loan không hiểu sao cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn lạnh lùng nói, tôi chỉ làm công việc tôi phải làm, không cần lời cảm ơn của bất cứ ai. Hai ngày nay cao ốc Galaxy bên này còn cần cô giúp đỡ theo dõi một chút, tôi lo vẫn còn có người tới gây sự. Lê Vĩnh Thiên biết Bình Loan điển hình là người khẩu ác tâm thiện, nếu không anh cũng sẽ không phá lệ để bạt một người không có lý lịch tư cách gì như cô ấy thành hội trưởng. Tôi nói rồi, đây là việc tôi nên làm, cao ốc Galaxy không phiền triều đình, tự lực cánh sinh, đây vốn chính là chuyện hiển nhiên, tôi đương nhiên sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cản trở nó. Bình Loan nói xong cũng không quay đầu lại mà đi mất, đường đường hội hộ pháp ở trong tay cô ấy thế mà thành đội nhặt xác, cô ấy từ đầu đến cuối cũng không thể buông được. Nếu như không phải thân phận hội trưởng hội hộ pháp có thể khiến cho cô ấy phát huy sự chính nghĩa, cô ấy đã sớm bỏ không làm. Đinh Điểu ở cao ốc Galaxy bên kia chẳng những không chiếm được lợi, còn làm mất mạng của đại đệ tử, trong lòng ông ta đương nhiên đặc biệt tức giận âm ỉ. Chương 1169 càng thêm buồn phiền. Ông ta cảm thấy cứ như vậy mà trở về Long Đô, Ngụy Nhiêm sẽ trách tội ông ta, vì vậy ông ta dẫn cả đội chạy thẳng tới biệt thự Tinh Nguyệt. Theo như Đinh Điểu thấy thì chắc chắn Lê Vĩnh Thiên đang ở cao ốc Galaxy, như vậy thì sự bảo vệ ở biệt thự Tinh Nguyệt sẽ lỏng lẻo ông ta nhân cơ hội này bắt Lê Tuyết Tương lại. Chỉ cần bắt được mẹ của Lê Vĩnh Thiên, ông ta cũng coi như là lập được chiến công lớn. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên rất ghét bố mình, nhưng Đinh Điều chắc chắn rằng Lê Vĩnh Thiên vô cùng quan tâm đến mẹ của mình. Vì để tiết kiệm thời gian, Đinh Điều quyết định dẫn mấy cao thủ đi đường tắt chạy thẳng tới biệt thự tinh nguyệt, để học trò thứ hai của ông ta dẫn đại đội đi sân bay, giả bộ bọn họ đang muốn rời thành phố Đà Lạt bằng máy bay. Chấm chấm. Biệt thự tinh nguyệt. Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng mới đi không lâu, Lê Tuyết Tương liền nháy mắt không ngừng. Có khi nào hai đứa Nhược Mai, Vĩnh Thiên đang gặp nguy hiểm không? Hay là cháu giúp gì đi giúp đỡ bọn nó? Lê Tuyết Tương nói với Triệu Đình Vũ đang quan sát tình hình bằng ống nhòm. Dì à, hộ soái giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của gì cho cháu, anh ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Đình Vũ vội vàng an ủi Lê Tuyết Tương. Thật ra gì à, nếu như hộ soái không thể giải quyết vấn đề, thì triệu đình vũ cũng bó tay chịu chết, không thể giúp được chuyện gì đâu. Lại nhi bổ sung, mặc dù cô ấy nói là sự thật, nhưng lại khiến cho cả hai người càng thêm buồn phiền. Ngay cả người không biết cách nói chuyện như Triệu Đình Vũ cũng thấy bà cô này thiếu tinh tế. Dì à, dì yêu tâm đi, chắc chắn anh Thiên sẽ không có vấn đề gì. Trước đây khi cháu bị Điện Thiên Cang bắt giữ, tình huống nguy hiểm gian nan như vậy mà anh ấy cũng có thể giải quyết được chỉ cần chúng ta không bị kẻ địch bắt lại thì không chuyện gì làm anh ấy bị thương được. Triệu Vũ Ngọc thấy sau khi lại nhi nói xong, Lê Tuyết Tương càng lo lắng thì nhỏ giọng trấn an. Đúng, em ấy nói đúng, bây giờ người anh ấy lo lắng nhất chính là gì, những kẻ địch bên ngoài đều không muốn trực tiếp đánh nhau với anh ấy, chỉ thích bắt người nhà uy hiếp anh ấy. Triệu Đình Vũ nghĩ đến việc em gái mình với Chu Nhược Mai bị bắt vẫn còn thấy vô cùng tức giận lê tuyết tương nghe triệu đình vũ nói vậy liền không muốn anh ta đi trợ giúp lê vĩnh thiên nữa bà thở dài một tiếng bà cảm thấy mình như gánh nặng liên lụy đến lê vĩnh thiên triệu đình vũ cảm thấy hình như mình nói sai liền lập tức cười trừ nói lại nhi cô ở đây bảo vệ em gái tôi và gì tôi phụ trách quan sát tình hình bên ngoài bất cứ khi nào nghe báo động liền mang theo em gái và gì trốn đi anh có ý gì muốn ra lệnh cho tôi lại nhi thấy triệu đình vũ dùng giọng ra lệnh nói chuyện với cô ấy liền không khách sáo phản bác lại dù gì thì cô ấy là đặc công ngầm trong tổ đặc công mà triệu đình vũ chỉ là bảo vệ của tập đoàn galaxy nếu là vào ngày bình thường dựa vào sự khác biệt thân phận này thì triệu đình vũ còn không có tư cách nói chuyện với cô ấy triệu đình vũ bị lại nhi chặn hỏng không nói được lời nào nhưng trong mắt lê tuyết tương cảnh tượng này giống như một cặp đang cãi nhau được rồi đình vũ cháu đi ra ngoài đi lại Nhi sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt. Lê Tuyết Tương cười cười vẫy tay với Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ liền thở phào nhẹ nhõm quay đầu bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi biệt thự, Triệu Đình Vũ liền như khỉ nhanh chóng leo lên một cái cây cao hơn 12 mét trong sân. Trên này có thể nhìn được xung quanh của biệt thự, không sót một ngóc ngách nào. Nhìn qua ống nhòm, Triệu Đình Vũ phát hiện một cái ống nhòm xa bằng đồng đang dựng ở trên vách núi phía xa. Rõ ràng là nó dùng để giám sát tình hình ở biệt thự tinh nguyệt, nhưng mà bên cạnh ống nhòm xa bằng đồng lại không thấy một ai. chương 1170 đối thủ xuất hiện. Triệu Đình Vũ không thể không bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Lê Vĩnh Thiên bọn họ, bởi vì người này rõ ràng đã nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và những người khác rời khỏi biệt thự. Bây giờ người phụ trách giám sát đã biến mất, có lẽ anh ta tham gia việc chém giết Lê Vĩnh Thiên. Triệu Đình Vũ muốn giúp Lê Vĩnh Thiên, nhưng như Lại Nhi đã nói, nếu Lê Vĩnh Thiên không xử lý được thì việc anh lao tới cũng vô ích và điều quan trọng nhất là anh quyết không thể để Lê Tuyết Tương gục rơi vào tay kẻ thù. Triệu Đình Vũ hết sức thận trọng nhìn xung quanh, lúc này anh ta hy vọng có kẻ thù nào đó sẽ đến biệt thự gây rắc rối cho mình, như vậy có thể chứng minh rằng Lê Vĩnh Thiên vẫn an toàn. Bởi vì nếu đối phương ám sát Lê Vĩnh Thiên thành công thì sẽ không cần đến biệt thự làm phiền nữa. Nhưng điều khiến anh ta cảm thấy lo lắng là xung quanh rất bình lặng và không có gì bất thường. Triệu Đình Vũ không còn cách nào khác ngoài việc cầu Lê Vĩnh Thiên kẻ hiền tự có trời giúp, nếu Lê Vĩnh Thiên chỉ có một mình thì anh ta sẽ không phải lo lắng gì cả, nhưng bên cạnh Lê Vĩnh Thiên còn có hai gánh nặng là Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng. Bây giờ Triệu Đình Vũ hối hận vì lúc trước đã không đi ra ngoài cùng Lê Vĩnh Thiên, ít nhất vào thời khắc mấu chốt, anh ta vẫn có thể giúp Lê Vĩnh Thiên đỡ được một viên đạn. Đúng lúc này, Triệu Đình Vũ đột nhiên phát hiện có vài người từ đầu đường nhỏ lao nhanh về phía biệt thự, Người bên kia hẳn là cao thủ võ lâm. Anh ta không khỏi cảm thấy rung động, nếu nhóm người này đến biệt thự Tinh Nguyệt, vậy thì Đồng Nghĩa đang giúp Lê Vĩnh Thiên báo tin bình an. Triệu Đình Vũ lập tức nín thở và tập trung kính viễn vọng vào những người đó, bản lĩnh này chỉ có thể là người của Điện Thiên Cang. Triệu Đình Vũ không ngờ rằng người của Điện Thiên Cang không hết lòng gian, mới thảm bại một trận, nhanh như vậy đã ngóc đầu lại. Sau khi xác định mục tiêu của những người này là biệt thự Tinh Nguyệt, triệu đình vũ tranh thủ thời ghen huyết sáo một tiếng, lại nhi vô cùng kinh ngạc, lập tức kéo Lê Tuyết Tương và triệu vũ ngọc chạy xuống tầng hầm. Lê Vĩnh Thiên biết rằng kẻ thù đang thèm muốn người nhà mình, vì vậy anh đã làm một số cơ quan đơn giản dưới tầng hầm của biệt thự làm nơi ẩn náu tạm thời. Nhưng cần một khoảng thời gian nhất định để kích hoạt các cơ quan này, để có đủ thời gian cho lại nhi trước khi đinh điểu và những người khác chuẩn bị đến biệt thự, triệu đình vũ đã nhảy từ trên cây xuống và chủ động nghênh đón. Tốc độ đối phương đến quá nhanh, triệu đình vũ không kịp quay lại lấy dao, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là bắt gọn đối thủ trước, sau đó rút lui trong khi giao tranh, quay lại lấy con dao sau khi đánh nhau cũng không muộn. Đinh Điểu và những người khác tổng cộng có bốn người, ba người còn lại là ba đệ tử có vỗ công cao nhất của ông ta, thấy triệu đình vũ chặn đường, đệ tử thứ ba là Tào Kiệt đã trực tiếp đấm một đấm vào mặt triệu đình vũ không nói một lời. Triệu đình vũ vốn là để trì hoãn thời gian, hơn nữa anh ta không mang theo dao, công thêm đối phương chiếm ưu thế về quân số, nhất định không thể đối đầu trực tiếp với đối thủ. Vì vậy, anh ta lắc mình một cái, nắm đấm của Tào Kiệt lướt qua mũi Triệu Đình Vũ. Nắm đấm như cơn gió mạnh mẽ khiến tóc Triệu Đình Vũ dựng đứng, hơn nữa còn khiến mặt anh ta có cảm giác bị cơn gió cắt qua đau đớn, lúc này anh ta mới nhận ra mình gặp phải cao thủ. Một đấm của Tào Kiệt thất bại, gã ta tức giận gầm lên một tiếng, phối hợp sức eo một nắm đấm khác trực tiếp đấm vào ngực Triệu Đình Vũ. Vì Triệu Đình Vũ còn phải đề phòng những đòn đánh lén của người khác, nên anh ta không thể dồn hết sự chú ý vào Tào Kiệt. Tuy nhiên cao thủ so chiêu, điều cấm kỵ nhất là mất tập trung, khi cảm nhận được nắm đấm như cơn gió mạnh mẽ của Tào Kiệt ập đến, anh ta đã không kịp né tránh nên phải dùng cánh tay đỡ lấy nắm đấm của Tào Kiệt. Nắm đấm và cánh tay chạm vào nhau phát ra một tiếng động lớn, không khí lớn mạnh cuốn tung bụi mù che khuất bầu trời hai người cùng sột soạt lui về phía sau khoảng 10 bước, trên cánh tay triệu đình vũ truyền đến nỗi đau thấu tim. Nhưng anh ta biết lúc này nhất định không được để lộ dấu hiệu bại trận, nên giả vờ thoải mái nhảy múa tại chỗ, nhưng thật ra lúc này cánh tay của anh ta đã hoàn toàn không nhấc lên được. Thân làm truyền nhân của ma đao môn, nhưng không có đao dùng được, sau so công phu quyền cước với người khác khẳng định rất thua thiệt. chương 1171 truy đuổi. Còn đứng đó làm gì, chúng ta đi. Đinh Điều biết thời gian cấp bách, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Triệu Đình Vũ nữa, liền vẫy tay với hai đệ tử. Hai đệ tử khác lập tức lao vào Triệu Đình Vũ, anh ta âm thầm rên rỉ. Anh ta vô cùng hối hận vì đi ra ngoài trinh sát không mang theo thanh kiếm tổ truyền của Dương Văn Đoàn. Nhìn thấy hai gã đệ tử của Đinh Điều nhào tới, anh ta chỉ có thể đứng thẳng người, tính dựa vào thân pháp của mình để kéo dài khoảng cách nhất định cùng hai người, sau đó sẽ từ từ đối phó với bọn họ nhưng đúng lúc này, Đinh Điểu vội vàng nhào tới. Dù sao Đinh Điểu cũng là tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng ông ta bất chấp hiện tại đang tỷ lệ 3 trọi một, thậm chí còn đánh lén, hoàn toàn không trừ lại một chút cốt cách của người quân tử. Cơ thể triệu đình vũ nhảy lên không chung, cảm giác nóng ran trên cánh tay vẫn chưa biến mất khiến anh không thể nhấc lên được, vì vậy anh không thể tránh thoát cú đánh chấp nhoáng của Đinh Điểu. Một tiếng rên vang lên, triệu đình vũ trực tiếp bị Đinh Điểu trưởng bay lên không chung, miệng phun ra máu tươi theo đường cong parabol. Xoạch, triệu đình vũ ngã xuống đụng vào cây cột rồi dừng ở trên mặt đất, run rẩy hai cái, ngừng cử động rồi hôn mê bất tỉnh. Triệu đình vũ không có kiếm nhưng cũng không khác gì võ lâm cao thủ bình thường, cũng không thể chống lại ba chiêu của đinh điều. Anh ta có một thân đao pháp tuyệt thế vô song, nhưng anh ta không sử dụng kiếm để thể hiện nó nên bị bại trận, trong lòng vô cùng khó chịu thực lực của đinh điều cũng gần với cầu hạn cùng hồ quý trai đứng hàng thứ ba ở điện thiên cang triệu đình vũ không có kiếm sao có thể đánh bại ông ta đinh điều cũng không thèm nhìn triệu đình vũ trực tiếp phi thân nhảy lên lầu hai biệt thự trong phòng không một bóng người nhưng phòng khách có ba chén chả đang bốc khói chứng minh những người vừa ngồi ở căn phòng này chưa đi xa mau lục soát cho tôi chắc chắn anh ta còn ở trong biệt thự đinh điều nói xong thì đạp cửa phòng một cái còn ba đệ tử kia cũng bắt đầu tìm kiếm khắp trong ngoài của khu biệt thự bên trong hầm ngầm của biệt thự tinh nguyệt lại nhi áp chặt tai vào vách tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài từ lúc nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài cô cũng đã xác định số lượng của địch nhân hơn nữa võ công của bọn họ không hề yếu chút nào cô không khỏi lo lắng cho sự an nguy của triệu đình vũ nhưng là một đặc công cô biết đâu mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này cho nên cô chỉ có thể nắm chặt tay, âm thầm cầu nguyện và cổ vũ cho Triệu Đình Vũ. Cho đến khi nghe thấy tiếng rên của Triệu Đình Vũ, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, cô nhanh chóng đứng dậy, trong lòng thôi thúc ý muốn mãnh liệt lao ra cứu Triệu Đình Vũ nhưng đến khi cô quay đầu nhìn thấy Lê Tuyết Tương cùng Triệu Vũ Ngọc đang nép vào trong góc, cô đành phải đè ép cảm xúc mãnh liệt lúc này. Sáng nay, Lê Tịnh Vi đến trường học, cho nên cô ấy không ở trong biệt thự. Chị Lại Nhi, anh trai em sao rồi? nhìn vẻ mặt của lại nhi có chút khó coi, triệu vũ ngọc sốt ruột hỏi. Không sao đâu, phó công của anh trai em tốt như vậy, nhất định sẽ không sao. Lại nhi nhẹ giọng nói, nhưng khi nói ra, cô còn không dám nhìn triệu vũ ngọc, bởi vì cô sợ triệu vũ ngọc sẽ thấy nước mắt của cô. Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng lách cách lang càng càng, càng lúc càng gần, ngay cả Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc cũng có thể nghe thấy. chương 1172 sợ hãi xem ra bên ngoài rất nhiều người một mình đình vũ chỉ sợ không phải đối thủ nếu không anh ra ngoài giúp anh ta một tay đi chúng tôi trốn ở đây không ra bọn họ khẳng định không tìm thấy lê tuyết tương thấy lại nhi đứng ngồi không yên nhỏ giọng khuyên nhủ lại nhi cười khổ lắc đầu bởi vì cô ấy biết bây giờ cho dù cô ấy ra ngoài cũng đã muộn rồi những người này rõ ràng đã giải quyết triệu đình vũ bây giờ đang tìm bọn họ khắp nơi mà việc cô ấy cần phải làm là dốc sức bảo vệ lê tuyết tương và triệu vũ ngọc tiếng bước chân của kẻ địch càng ngày càng gần lê tuyết tương và triệu vũ ngọc cũng căng thẳng loại cảm giác này giống như một con dao gâm trầm trầm đao vào ngực mình lại nhi rút con dao từ trong giày ra đứng dán sát vào cạnh cửa sắt tầng hầm chỉ cần kẻ địch phá tan những cơ quan kia cô ấy sẽ lập tức cho bọn họ một kích chí mạng lại nhi biết phó công của cô ấy không kém triệu đình vũ bao nhiêu Triệu Đình Vũ đã bị đối phương đánh bại nhanh như vậy thì khẳng định mình cũng không phải đối thủ của đám người này. Hy vọng duy nhất bây giờ của cô ấy là có thể tận dụng cơ quan để tranh thủ thời gian nhiều hơn một chút, hy vọng có thể kiên trì đến khi Lê Vĩnh Thiên bọn họ trở về. Tiếng bước chân của mấy người ngừng lại ở cửa tầng hầm, Đinh Điều nhìn cửa sắt đóng chặt không khỏi nở nụ cười đắc ý. Nơi khác của biệt thự cũng đã lục soát rồi, người chỉ có thể trốn ở đây. Dựa vào một cánh cửa sắt nho nhỏ thì muốn ngăn cản ông ta? quả thực là vớ vẩn ý nghĩ viển vông bà long đi ra đi tôi nhận được tướng quân long nhờ đón bà tới nhà họ long giọng nói của đinh điều mặc dù không cao nhưng bởi vì phát ra từ đan điền của ông ta xuyên thấu qua cửa sắt vẫn chấn động lỗ tai lê tuyết tương và triệu vũ ngọc lại nhi lập tức bảo hai người bọn họ bịt lỗ tai lê tuyết tương và triệu vũ ngọc lập tức dùng tay che lỗ tai mình trong mắt họ vô cùng hoảng sợ giống như cừu non bị dọa sợ bà long nể mặt một chút mà tự mình ra đi tôi lấy nhân cách bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bà chịu bất cứ tổn thương nào càng không dùng bà để áp chế lê vĩnh thiên bởi vì tôi và tướng quân long là tri kỷ tướng quân long bởi vì sợ lê vĩnh thiên không thể bảo vệ bà mới bảo tôi tới đón bà bà ở lại đây cũng sẽ tạo thêm gánh nặng cho lê vĩnh thiên đinh điều kiên nhẫn nói bởi vì ông ta hy vọng lê tuyết tương có thể tự nguyên đi cùng ông ta bây giờ ngụy nghiêm đang cố gắng giành được sự ủng hộ của quân đội không dám làm chuyện quá đáng với Lê Tuyết Tương, chỉ cần giam lỏng bà ta là được. Nếu như cưỡng ép đưa đi, lỡ như Lê Tuyết Tương một khóc hai nháo trên đường, thậm chí tự tử, đối với ông ta mà nói là chuyện vô cùng phiền phức. Lê Tuyết Tương đã vô cùng sợ hãi rồi, không biết nên ra ngoài hay vẫn tiếp tục trốn ở đây. Lại Nhi vội vàng nháy mắt với Lê Tuyết Tương, ra hiệu bà ấy đừng ra ngoài. Lê Tuyết Tương đành phải nghe lời Lại Nhi, không đi ra. Ninh Điều thấy Lê Tuyết Tương vẫn không có động tính, xem đồng hồ một chút, dây dưa nữa có lẽ Lê Vĩnh Thiên bọn họ sẽ trở về. Thế là ông ta lạnh giọng nói, bà Long, bà đã không chủ động phối hợp, tôi cũng chỉ đành đắc tội, xin bà cách cửa sắt xa một chút, miễn cho trưởng lực của tôi làm bà bị thương. Ninh Điều nói xong, ông ta lùi lại hai bước, dồn khí ở đan điền, hét lớn một tiếng, hai tay đập mạnh cửa sắt. Trường 1173 muốn cãi lời sư phụ sao? chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang lên thật lớn, cánh cửa sắt bị tông ngã rồi. Khi cánh cửa sắt bị đá bay ra, Đinh Điều cảm giác có hai luồng ánh sáng màu bạc trắng chấp qua trước mắt, anh kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh. Hai mũi tên sắc bén bay qua người của Đinh Điều, mà Tào Kiệt người đang xem trò đứng bên cạnh anh lại trở thành người xui xẻo. Bởi vì Đinh Điều đứng ngay trước mặt che mất tầm nhìn của Tào Kiệt, anh căn bản không biết có mũi tên sắc bén bắn ra, chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói, vừa cúi đầu xuống, thì nhìn thấy đuôi của hai mũi tên đang rung động trước ngực anh. Hai đệ tử đứng sau lưng Tào Kiệt nhìn thấy mũi tên đẫm máu bắn ra sau lưng Tào Kiệt, họ bị dọa đến kinh ngạc và lùi ra sau. Tào Kiệt làm sao cũng không ngờ đến được, anh ta lại vô tội mà lãnh mũi tên này, theo một trận đau nhói chuyển đến, trong lòng anh ta không can tâm phát ra một trận gào thét, cả người giống như điên cuồng đánh tan không khí xung quanh. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tào Kiệt cảm thấy sức lực trên người mình đang sút giảm nhanh chóng, cánh cửa sắt đã bị đinh điều tông ngã Tào kiệt lảo đảo nghiêng ngả đi về phía cánh của sắt anh ta rất muốn biết người đã dùng cơ quan âm mưu mình là ai nhưng khi chân anh ta dẫm đến trước cánh cửa sắt đột nhiên lại có một sợi dây thường từ trên trời rơi xuống đeo vào cổ anh ta cơ thể nhanh chóng bị nhấc lên khỏi mặt đất đôi tay anh ta nắm thật chặt sợi dây nhỏ đang mắc trên cổ hai chân thì đang đạp loạn xả trên không trung tiếp theo đó anh ta nhìn thấy một luồng hàn quang gào thét lao đến lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp chia đôi cơ thể Tào Kiệt ra làm hai. Mà trong lúc cơ thể của Tào Kiệt bị treo ngược lên, Triệu Vũ Ngọc liền che mặt lại nấp vào trong lòng ngực của Lê Tuyết Tương. Lê Tuyết Tương vô cùng ân cần dùng áo che kín đầu của cô ấy lại, nhưng mà bản thân cô ấy cũng không dám nhìn cảnh tượng máu me như vậy, cho nên cô ấy cũng sâu đậm vùi đầu xuống, cũng không có nhìn thấy cảnh cảnh tượng Tào Kiệt bị lưỡi đao sắc bén phân thay, nếu không, cô ấy chắc chắn sẽ bị dọa ngất. Ninh Điều nhìn thấy nửa đoạn thi thể của Tào Kiệt vẫn còn có quắp treo lơ lửng trên sợi dây thừng, không kiềm được cảm thấy rùng mình. Anh không ngờ đến cái phòng dưới đất này lại có cơ quan lợi hại như vậy. Bởi vì không biết có còn những cơ quan khác nữa không, anh không dám lấy thân đi thử nghiệm. Nhưng ta từ tiếng gào thét của triệu vũ ngọc, anh khẳng định là Lê Tuyết Tương đang núp ở bên trong. Cách thành công chỉ còn một bước không xa, anh tự nhiên sẽ không thể nào bỏ cuộc. Anh quay đầu lại nhìn về phía hai đệ tử khác hai đệ từ đó bị dọa đến sắc mặt trắng bệch ra, theo bản năng lùi về phía sau. Lão Năm, người đi vào bên trong mời bà Long ra dây. Lão Năm vẫn cứ cúi đầu xuống tránh khỏi cảnh mắt đối mắt với Đinh Điểu, anh ta vẫn bị Đinh Điểu gọi đến tên. Anh ta không kiềm chế được toàn thân run lên, ở bên trong lỗ tai anh ta, Lão Năm hai chữ này chẳng khác nào là bùa đòi mạng anh ta. Sư, sư phụ, ở, ở đây chỉ có một lối ra, chúng chúng ta ở đây đợi cô ta ra là được rồi, lão năm nơm nớp lo sợ, lời nói không có mạch lạc nói đến. Thằng khốn, chúng ta có nhiều thời gian đến phá cửa không, Lê Vĩnh Thiên sắp trở về rồi, người tham sống sợ chết như vậy, sư phụ cần ngươi để làm gì chứ? Đinh điều lạnh lùng nói đến. Lão năm nhất thời bị dọa đến toàn thân run rẩy bởi vì anh ta đã cảm thấy được sát ý của đinh điều đã nổi lên, nếu như mà mình không đi vào trong, rất có thể sẽ bị sư phụ một trường đánh chết. Đi vào trong cũng chết, không đi vào cũng chết, lão năm đã trong tình thế tiến thoái lưỡng nan anh ta cảm thấy nếu đi vào trong thì chết như thế nào cũng không biết nhất định sẽ chết rất thảm thiết thi thể nhìn thấy mà cũng giật mình của tam sư huynh vẫn còn đặt ở nơi đó nếu như mà bỏ trốn có lẽ sẽ còn một con đường sống sư phụ chưa chắc sẽ không hạ độc thủ đối với mình đâu đang trong lúc anh ta muốn xoay người bỏ chạy đột nhiên cảm giác có một vật cứng chĩa vào sau lưng anh ta sau đó hắn nghe lão bốn không mang theo âm thanh không có bất kỳ cảm tình nào nói, em năm, chẳng lẽ cậu muốn cái lời sư phụ, lâm trận bỏ trốn. chương 1174 em không muốn chết. Sư huynh bốn, anh, anh thả em đi, em, em không muốn chết, lão năm khẽ cầu xin mà nói. Lão bốn cười lạnh, khẽ nói, sư đệ, em nghĩ rằng anh ngốc sao, em chạy thì người phải mạo hiểm chính là anh. Bây giờ em sông lên có lẽ còn có hy vọng sống, nếu dám chạy thì bây giờ anh sẽ giết em. Lão Năm nghe lão bốn nói thế thì như bị đâm một nhát dao vào tim. Ngày bình thường gã và lão bốn thân nhau như anh em, vô cùng coi trọng nghĩa khí, không nghĩ đến thời điểm quan trọng lại cắt đứt đường lui của mình. Gã dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đinh Điều, hy vọng Đinh Điều có thể đột nhiên đổi người đi mạo hiểm thành lão bốn, dù sao võ công của lão bốn cũng cao hơn gã một chút. Nhưng đương nhiên suy nghĩ này không thực tế, đinh điều tránh qua một bên rồi vội vàng ra hiệu với lão năm lão năm hoàn toàn tuyệt vọng gã biết nếu như bây giờ bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn sẽ chết vô cùng khó coi vì thế gã đành phải kiên trì từng chút một đi về phía tầng hầm trong tầng hầm vô cùng tối tăm cái cửa kia trông giống như miệng yêu quái lão năm cảm thấy nếu mình đi vào thì chắc sẽ bị yêu quái này nhai nuốt đến nát vụn mất hai chân lão năm run rẩy mồ hôi trên trán rơi xuống đặc biệt khi gã nhìn thấy nửa thi thể của tào kiệt còn treo trên sợi dây nhỏ lắc lư thì sợ tới mức hai chân mềm nhún dùng tay vịn vách tường mới không té ngã trên mặt đất ngày thường lão năm cũng là kẻ giết người không chớp mắt nhưng đó đều là nhìn người khác đối mặt với cái chết nhưng đến lúc mình phải đối mặt với cái chết thì phản ứng của gã không tốt hơn những người gã đã từng giết là bao đồ vô dụng rơi đầu xuống thì cũng chỉ như cái bát bị mẻ thôi có gì mà phải sợ thấy lão năm bị dọa đến hai chân run lên Đinh Điểu tức giận quát lớn, đồng thời dồn nội lực lên hai bàn tay. Nếu lão năm dám lùi về sau một bước thì ông ta sẽ đi tới trưởng một cái. Lão năm cảm giác được trên người Đinh Điểu đứng phía sau tỏa ra sát khí nồng đậm, đường lui của gã hoàn toàn bị cắt đứt. Gã đứng trước cửa, hít sâu một cái sau đó nghiến răng quát to một tiếng và xông vào. Ngay lúc lão năm liều mạng xông vào trong thì lại nhi dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía gã, con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm vào tim gã. Lại Nhi biết bên ngoài có nhiều người võ công rất cao, cho nên cô ấy đã dùng một chiêu chết không chừa đường sống. Nhìn qua thì thấy lão nam đi vào rất liều lĩnh, nhưng thật ra cả người gã đều đang ở trong tình trạng phòng bị cao độ. Ban đầu gã nghĩ sẽ có cơ quan khó lường gì đó, kết quả chỉ là một người phụ nữ đánh về phía gã, trong lòng gã cũng thầm thả lỏng hơn nhiều. Lúc con dao găm thứ nhất của Lại Nhi đâm tới, lão nam hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay kẹp chặt lấy con dao găm của Lại Nhi nhưng gã không ngờ lại nhi lại có hai con dao găm lúc con dao găm thứ hai của lại nhi đâm tới gã không thể nào né tránh được đành phải để dao găm đâm vào vai gã á à, lão năm lập tức kêu lên đầy thảm thiết sau khi dao găm của lại nhi đâm vào vai lão năm thì cô ấy xoay cổ tay để lưỡi dao xoay tròn trong thịt có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lưỡi dao đâm trên xương cốt a a a lão năm đau đến mức liên tục gào thét như heo bị làm thịt bởi vì quá đau đớn nên sức mạnh từ cú đánh của gã cũng yếu đi, lại nhi thừa dịp đâm dao găm đang bị kẹp về phía trước, đâm vào tim của lão năm. Lão năm bị dọa đến mức nghẹn ngào kêu to, mà đúng lúc này, đột nhiên trước mắt lại nhi lóa lên, cô ấy lập tức lùi lại phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Đinh điều đánh một trường lên vai cô ấy, dao găm trong tay phải cô ấy rơi xuống đất. Lại nhi lui về sau mấy chục bước, cuối cùng phải dựa vào vách tường mới dừng lại nội lực của đinh điều quá thâm hậu, lại nhi cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun một ngụm máu tươi ra ngoài. chương 1175 muốn giết hết tất cả mọi người. Lão bốn bước đến, vỗ vào chốt mở trên tường, lập tức tầng hầm trở nên giống như ban ngày. Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc Vốn đang ôm nhau ngồi co do trong một góc xó xỉnh, trông thấy lại nhi ngã trên đất, hai người dùng cả tay chân bò về phía cô ấy. Lê Tuyết Tương kéo lại nhi lại, Bình thường bà ấy trông thấy chuột sẽ bị dọa sợ chạy khắp nơi nhưng đột nhiên lúc này lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Cho dù trông thấy nửa thi thể treo ở đó thì trong mắt bà ấy cũng không hề có chút hoảng sợ nào. Đôi mắt của bà ấy không hề hoảng sợ nhìn chằm chằm đinh điểu, sau đó đinh điểu thu ánh mắt về trước. Lúc này Lê Tuyết tương giống như gà mái bảo vệ gà con, ở trước mặt Diều Hâu có sức chiến đấu không biết mạnh hơn bà ấy gấp bao nhiêu lần mà bà ấy vẫn không sợ hãi. Không phải ông muốn dẫn tôi đi sao? Được thôi, buông tha cho hai đứa trẻ này. Lê Tuyết Tương lạnh lùng nói. Ninh Điều không ngờ ông ta lại bị một người phụ nữ không biết chút võ công nào nhìn đến mức trột dạ. Ông ta muốn sỉ nhục Lê Tuyết Tương, áp chế khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm trên người bà ấy. Ông ta giơ tay lên, cuối cùng lại thả tay xuống, vẻ âm trầm trên mặt cũng biến thành một nụ cười cười. Được, chỉ cần bà cam tâm tình nguyện đi theo chúng tôi, tôi hứa sẽ không gây khó dễ với bọn họ. Nói xong, ông ta làm động tác mời với lê tuyết tương đồng thời liếc mắt về phía lão bốn lão bốn lập tức hiểu ý khẽ gật đầu nhanh chóng lui đến cạnh lại nhi và triệu vũ ngọc khi lê tuyết tương rời khỏi tầng hầm gã sẽ giết chết lại nhi và triệu vũ ngọc ngay lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập nghe âm thanh thì ít nhất cũng có tới mấy chục người ninh điều ngẩn người một lúc lập tức túm tay của lê tuyết tương ông ta tưởng rằng Lê Vĩnh Thiên trở về nên muốn bắt Lê Tuyết Tương làm con tin. Nhưng người ông ta nhìn thấy không phải là Lê Vĩnh Thiên mà là quản gia nhà họ Long, Khương Hà Bằng. Chỉ thấy vẻ mặt của Khương Hà Bằng giống như phủ băng mà đi tới, ở phía sau ông ta chính là bảo vệ nhà họ Long. Những bảo vệ của nhà họ Long này chính là những người trước đó Long Trấn Tiêu giữ lại để bọn họ âm thầm bảo vệ. Khương Hà bằng bước nhanh đến trước mặt Lê Tuyết Tương, cung kính cúi chào bà ấy, vô cùng áy náy mà nói, Khương Hà bằng quản gia nhà họ Long đến muộn khiến bà chủ bị sợ hãi rồi. Mặc dù Khương Hà bằng và Đinh Điều chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã sớm đoán được thân phận của Đinh Điều, cho nên ông ta cố ý công khai thân phận, chính là muốn dùng nhà họ Long để Đinh Điều phải kiêng nể. Quả nhiên trên mặt Đinh Điều lộ vẻ khó xử, bởi vì Ngụy Nghiêm cho rằng có thể lợi dụng thế lực nhà họ Long nên tạm thời không có ý định vạch mặt nhà họ Long. Quản gia bằng, Lê Vĩnh Thiên dùng kiếm đâm chém tướng quân tiêu, anh ta và nhà họ Long không đội trời chung, tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Đinh Điều trầm giọng hỏi. Ông là ai? Dường như Khương Hà Bằng mới nhìn thấy Đinh Điều, cau mày hỏi. Trưởng môn Ninh Điều của Trân Nguyên Phái, đón bà tương tới Long Cung An dưỡng tuổi già theo mệnh lệnh của Thừa Tướng và Quốc Vương Long Quốc. Đinh Điều nói dối không cần bàn thảo. Ông nói bậy. Lúc trước tôi còn nhớ ông nói là ông nhận sự ủy thác của Long Trấn Tiêu đón tôi về nhà họ Long lê tuyết tương chỉ vào đinh điều lớn tiếng nói có lẽ là bà chủ quá căng thẳng nên nghe lầm tôi nói là tôi phụng lệnh của quốc vương long quốc và thừa tướng đón bà tới long cung quản gia bằng thấy dáng vẻ ông thế này chẳng lẽ là muốn ngăn cản tôi chấp hành công vụ sao đinh điều nói xong thì chậm rãi đi về phía khương hà bằng những bảo vệ kia thấy thế thì lập tức vây quanh khương hà bằng đinh điều cười lạnh tỏ vẻ khinh thường nói nếu như tôi muốn giết quản gia bằng thì chỉ bằng mấy người có thể ngăn cản được tôi sao đinh điều nói xong thì chậm rãi đưa tay lên sát khí trên người ông ta biến tầng hầm thành hầm băng rét lạnh triệu vũ ngọc và lê tuyết tương bị đông cứng đến run lẩy bẩy muốn bắt cóc lê tuyết tương lại không muốn ngụy nghiêm và nhà họ long trở mặt cách duy nhất chính là người ở đây đều phải chết đinh điều đã có suy nghĩ muốn giết hết tất cả mọi người ở đây nên sát khí trên người ông ta mới tuôn trào như thế Bốn người đánh một người còn muốn chơi đánh lén à lão già kia, là ai cho ông tự tin để nói những lời thế này. Mà đúng lúc này, một giọng nói từ cửa phòng ngầm dưới đất vang lên. Đinh Điều nhìn qua, chỉ thấy triệu đình vũ mặt đầy máu đang cầm một thanh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 52